Nhiều khi trong một cái hoàn cảnh cuộc sống, một cái chỗ, một cái lời nói của người đó tức giận quá mà biểu mình hiền lành, im lắng thì chắc mình làm không nổi. Cho nên đó, mình giỏi lắm là trượng phu thôi, chứ không thể, không đủ cái năng lực có thêm hai chữ điều ngự. Cho nên cái chữ điều ngự là điều phục thân tâm, chế ngự những cái bất thiện. Mình ăn cái gì mà ngon đâu có điều phục nổi, đâu có chế ngự nổi. Mà mình thích một cái gì đẹp á, mà giờ lỡ mình hết tiền rồi cũng chạy đi mượn. Còn nếu mà có thẻ là sẽ cà thẻ, không? Mà mình hỏi mình có cái này chưa? Có rồi, nhưng mà tại cái này nó đẹp, nó rẻ quá cũng muốn thêm. Chứ không phải là mình không có nha. Mình đã có, nhưng mà đôi lúc mình không chế ngự và điều phục được cái hoàn cảnh hay là cả cái thân và cái tâm của mình. Ai nói một câu mà mình không nói lại thì nó nói mình ngu. Cho nên phải nói lại để cho người ta biết là mình là người không phải dễ ăn hiếp, vân vân. Nhưng mà Đức Phật không phải là một người trượng phu bình thường, mà Đức Phật có khả năng chế ngự thân tâm, hoàn cảnh, cũng như là giáo hóa những người khó giáo hóa. Như ví dụ như đời thời của Đức Phật có một tôn giả ai cũng biết hết, đó là tôn giả Vô Não, người mà giết 1000 người, chặt 1000 ngón tay để sâu thành một sâu chuỗi đeo. Mà khi ông giết được 999 người, mà trong lúc mà ông đi giết như vậy là quý vị biết đâu phải là người ta ngồi chỗ cho ông giết đâu, ông phải rượt người ta để ông chặt một ngón tay. Cho nên ông được mệnh danh, người ta nói thôi thôi, cái ông đó bây giờ ông khùng rồi, cho nên gọi ông là Vô Não. Chứ thật ra tên ông không phải là Vô Não, nhưng mà đó là cái biệt hiệu. Khi mà mình sống mà mình bị một cái gì nó chế phục mình rồi, nó chế phục mình rồi, cái thì mình lại được cái biệt danh đó. Ví dụ như bây giờ mình nghiện rượu quá, mình nghiện rượu quá mà mình không thắng nổi cái cơn uống rượu của mình, ta kêu mình á ông hủ hèn, hay là kêu thì mình tức tối mình hay la làng nóng nảy quá kêu ba lửa. Thí dụ vậy, mình cũng có một cái biệt hiệu. Nếu hằng ngày chúng ta không đủ khả năng chế ngự những cái bất thiện pháp, bất thiện tâm nó sanh ra trong chúng ta. Ở trong cuộc sống nhân gian, nhất là đối với người Á Đông của mình, thì chúng ta hay dùng tới cái chữ quân tử. Thí dụ quân tử trả thù 10 năm không muộn. Hay là mình nói sao, yểu điệu thục nữ quân tử hao cầu. Nếu một cô gái mà có yểu điệu, có thùy mị, có đẹp, có cái đẹp rồi mà cái tánh tình còn thùy mị, tâm tánh tốt, thì quân tử nào mà chẳng thích, chẳng muốn làm quen. Cho nên là yểu điệu thục nữ quân tử hao cầu, không? Rồi người nào mà làm một cái việc gì mà rất là phóng khoáng thì thế gian thường gọi là quân tử. Sách xưa đó có định nghĩa chữ quân tử qua mấy cách. Thứ nhất, người quân tử có cái sắc mặt ôn hòa, không có biểu lộ cái nét giận dữ. Quý vị coi phim Tàu, một cái người mà điềm đạm, thường thường mấy cô gái hay để ý. Tại vì sao? Có cái trầm tĩnh của quân tử. Cái người quân tử là cái người có cái sắc mặt ôn hòa. Điều thứ hai, luôn giữ được cái sự cẩn trọng, tướng mạo luôn sự cẩn trọng. Ví dụ người quân tử lỡ đụng ai, cung thủ xin lỗi. Đứng gần một cái người khác phái, giữ lễ, không có dám đụng tay đụng chân một cách thô tháo. Rồi thì lỡ mà cái cô đó cổ hơi sổ sàng chút kia, xin cô nương tự trọng. Rồi nói sao nữa, nam nữ thọ thọ bất thân. Quân tử mà,
không có lợi dụng. Cho nên người quân tử có nét mặt, có cái cung cách. Thứ hai là gì? Cung kính đối với người trên, hòa ái đối với người dưới. Mình là cái người làm boss, nhưng cũng không coi thường người dưới. Thường thường mình nhiều lúc mình không chế ngự được cái tâm mình. Mình có quyền một chút, mình có thế, có lực một chút là mình hơi coi thường người thấp hơn mình. Và thậm chí trong đầu mình nghĩ họ là người làm của mình, cho nên mình đủ quyền, đủ cái lực, đủ cái quyền để mình la rầy bạc sát của họ. Nhưng mà quân tử thì không. Người dưới cũng phải cung kính. Người trên kính là đành, mà người dưới phải giữ cái thái độ ôn hòa. Vì đó là một cái bản chất, một cái quality của người quân tử. Người quân tử luôn giữ bề trung thực. Cho nên hồi xưa trong mấy cái sách xưa cũng để: tôi trung không thờ hai chúa, liệt nữ bất giá nhị phu. Người mà trung thành thì không có thờ hai chúa, mà nhiều khi vì hoàn cảnh họ phải đi vào cái cuộc sống mà phải làm tôi cho một ông vua khác, nhưng mà trong lòng họ khó chịu. Cho nên là cụ Nguyễn Du của mình cũng vậy đó. Cụ là một người làm quan cho tiền triều, nhưng khi cái triều đại thứ hai cụ phải làm thì cụ ví cụ như một nàng kiều phải bán mình cho một cái thế lực khác. Cho nên đọc truyện Kiều á, nếu mà mình mà có một cái mình hiểu được cụ Nguyễn Du á, thì mình sẽ biết rằng cụ Nguyễn Du đang nói cụ đó. Và đồng thời ở trong đó cũng có những nhân vật mà tâm tánh của chúng sanh mình đã đang hiển lộ trong cuộc sống này. Sở Khanh, Tú Bà, Từ Hải, Hoạn Thư có mặt trong cuộc sống chúng ta hết. Cho nên nhiều người bây giờ mà thí dụ như người nào mà người nam mà cái tâm tánh không tốt với người nữ, anh nó Sở Khanh đó. Ta lấy cái tích xưa, lấy anh Sở Khanh ra, nhân vật đó. Nhưng mà cái nhân vật đó để biểu tượng, nó biểu lộ rằng chúng sanh mình đâu đó cũng vấp phải những tâm tánh như vậy. Lợi dụng người khác, xác thịt người khác để sống, để kiếm tiền. Và cũng tâm tánh của chúng ta cũng ghen. Cho nên trong truyện Kiều có một người là Hoạn Thư. Vì vậy mà sau này người nào ghen quá, chị đó có máu Hoạn Thư lắm. Nhưng mà một người nào mà oai dũng thì anh đó có máu của Từ Hải. Nhưng mà người nào nhút nhát, anh nó kiêm trọng lắm. Sợ vợ. Thí dụ vậy. Cho nên cụ Nguyễn Du cũng đã lấy mình để đem cái ví dụ đó. Người xưa đôi lúc đó, người ta sống một cái hoàn cảnh, người ta không dám nói, người ta có những cái điều người ta muốn nói lên mà người ta không có nói được, thì người ta mượn một cái tác phẩm. Người ta mượn một tác phẩm, cho nên cụ Nguyễn Du mượn tác phẩm truyện Kiều để nói lên thân phận của ông như một nàng kiều ba chìm bảy nổi. Và vì hiếu trung mà phải bán mình cũng như vậy. Đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần bay bay. Lúc mà Kiều lên xe lần đầu tiên thì cái hình ảnh đó nó nói lên cuộc đời của cô sẽ tối tăm và mờ mịt. Đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần, một mình như một chuyến xe. Quý vị có thấy cuộc đời mình như lên một chiếc xe không? Mình lên một chuyến xe và tất cả chúng ta là một hành khách đi trong một chuyến xe của cuộc đời. Và trong chuyến xe này chúng ta sẽ gặp rất nhiều những nhân vật trong chuyến xe đó, phải không? Có đôi khi mình đi trong một chiếc xe đò, một chiếc xe lam, người tốt, người xấu, ông thầy tu đều có mặt trong chuyến xe đó. Người không tốt và thậm chí chỉ cần nói một hai câu thôi, mình bị người ta dụ mất tiêu. Cuộc đời mà, phải không? Rồi kẻ xuống người lên. Cho nên mình đây là một hành khách
cuộc đời này là một chuyến xe, và tất cả chúng ta đều trong một chuyến xe đó, ai xuống trước, ai còn ngồi không biết được. Có đôi khi định đi tới đằng đó đó, nhưng mà nửa chừng có chuyện bấm chuông đi xuống. Ai mà không muốn sống tới 100 năm, nhưng đâu dễ gì, phải không? Nửa chừng thôi, 20-30 tuổi là bấm xe đi xuống rồi, 40-50 tuổi là phải xuống xe rồi, phải không? Cho nên người xưa cũng có câu không? Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao tự nó có cây ngàn tuổi, dưới trần thế này mấy kẻ được 100 năm. Ai cũng muốn sống tới 3 số hết á, nhưng mà hiếm quá. 2 số là mừng, mà 2 số mà cao cao hàng 7, hàng 8 là đã quý rồi. Thành thử quý cụ mới, người xưa mới an ủi mình đó, thất thập cổ lai thi. Cho nên bác nào bây giờ mà sống tới 75 bắt đầu mới đau nhức, đừng có buồn, cổ lai thi rồi, xưa nay là hiếm có rồi. Cho nên bác nào mà lên tới 80, tôi bằng Phật. Hồi xưa Phật Thích Ca của mình cũng có 80 à. Hôm kia Phong Hòa gặp bà cụ 91 tuổi, Phong Hòa nói bà hơn Phật 11 năm nha. Phật hồi xưa có 80 à, bà giờ tới 91 rồi mà còn tỉnh táo, còn rất minh mẫn, còn khỏe. Cho nên người quân tử kính trên nhường dưới. Mình có thế cũng không xài thế, có lực cũng không xài lực, mà mình xài 2 thứ luôn kêu thế lực. Có quyền thế, có lực lượng, chẳng những có quyền mà có của. Cho nên đời sống mà người quyền thế thì lúc nào cũng lấn sân. Nhiều khi cái đó nó sai mà có quyền thế tới nó cũng thành đúng. Người quân tử hành động luôn phải cẩn trọng. Tại sao? Tại vì họ biết cái việc làm của họ. Người quân tử đặc biệt là biết kềm chế cái sự nóng giận của mình. Tại vì người mà nóng giận thì đâu bao giờ nói được những lời thiện lành đâu. Người mà nóng giận thì có bao giờ nói được những lời hay ho đó. Cho nên người quân tử luôn luôn biết suy xét cái nhân cái quả, suy nghĩ kỹ trước cái điểm của mình làm. Có những việc mình làm nó có thể nó thỏa mãn cho mình một giây phút đó, nhưng mà mình quên cái hậu quả về sau. Người quân tử là người ta phải suy xét đó, cái vui hiện tại nhưng mà cái quả nó như thế nào. Ví dụ như quý vị trồng một cái cây, nhưng mình nghĩ rằng mình biết rằng cái cây này ấy, mà trồng bây giờ thì thích đó, nhưng mà mai mốt mà nó cao lên rồi nó ra rễ rồi, không chừng nó bắn cái rễ vô hư nền nhà, phải không? Hay là cái tàn nó lên đó là nó rụng lá, là rất là dơ, và thậm chí nhà mình rất là dễ bị allergy với cái loại cây này. Cho nên trước khi trồng cái cây ta cũng phải phán xét, không phải chỉ mình thích không, mà người xung quanh mình có hưởng được cái gì mình làm không, có hưởng được những gì mình làm không. Đức Phật á, hay là nói gọn là đạo Phật á, chúng ta hay gọi là đạo cứu khổ. Nhưng mà xin thưa rằng á, nếu mình hiểu cho đúng cái chữ cứu khổ đó là mình hiểu vậy nè. Dĩ nhiên là có những cái quả khổ nó sinh rồi thì chúng ta cứu, nhưng mà nó khó hơn không? Nếu mà mình hiểu đúng cái nghĩa chữ cứu khổ của Phật giáo là đạo Phật là đạo cứu cái nhân khổ. Tại sao? Tại vì chúng ta dừng ở ngay cái nhân, đừng tạo. Để cho tới hồi mà tạo cái nhân rồi á, thì muốn sửa cái quả khó. Cũng giống như trước khi mình có một khúc vải rất là đẹp, mình muốn may một cái áo thì mình phải chắc chắn, mình đủ tự tin là mình có thể cắt khúc vải này ra và có thể may khúc vải này. Cầm một khúc vải đẹp mà không biết cắt, không biết gì hết, mà cắt đã đời rồi mà biểu một người khác tới sửa thì khó khăn vô cùng. Có thể sửa được nhưng mà cực lắm. Chi bằng trước khi chúng ta cắt khúc vải đó, chúng ta có suy nghĩ chín chắn hơn.
Mà thậm chí bản thân mình có dám giao đầu tóc cho người không biết cắt không? Hương tóc, mặc dù mình vẫn biết xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc, nhưng mà nếu mà hư cái đầu mình thì thôi rồi. Đặc biệt là chiều nay hẹn đi đám cưới, chảy có cái đầu bây giờ làm hư khó chịu lắm. Đó, chỉ có cái đầu thôi chứ đừng nói tới cái mặt hay là những cái gì quan trọng trong cuộc sống. Cho nên người quân tử là người biết phải suy nghĩ kỹ trước khi việc mình làm. Nói một cách khác là người trượng phu cũng như vậy thôi. Đó, suy nghĩ trước cái nhân, cái quả. Có ai mà làm một cái mà không suy nghĩ? Không, bà nói mấy cô nấu ăn mà. Mấy cô nấu ăn mà mấy cô muốn để muối vô, mấy cô phải nhìn cái nồi nó bao nhiêu mà mấy cô để muối, chứ đâu phải là thí dụ ta nói nấu cái đó 4 muỗng muối mà mình nấu con chừng chén à. Còn người ta nói 4 muỗng muối là ta nấu nồi, thấy không? Thành thử tự mình khi cầm muỗng muối lên là mình phải nhìn cái vật trước mặt mình là mình đang nấu nó bao lớn, cái trọng lượng nó bao nhiêu mà chúng ta để muối để được. Thì chắc chắn rằng không thôi, người ta nói 4 muỗng tôi phải để 4 muỗng. Để xong lát chị ơi giờ có gì cách chữa không? Thì có cách đem đổ hay đem rửa hết thì thôi, chứ còn một cái nồi đó mà để 4 muỗng muối sao chữa. Thí dụ vậy. Cho nên quân tử luôn luôn suy xét. Thì đạo Phật dạy chúng ta đó, chúng ta làm việc gì chúng ta phải suy nghĩ đến cái hậu quả của nó. Tại vì tác nhân thì dễ mà cái quả nó thành thì rất là khó khăn. Cho nên cứu nhân, cứu quả được không? Được, nhưng mà cực. Cho nên đó, đại chúng nhớ như nè: từ bi hỷ xả. Rồi có nhiều người hiểu xả là sao? Xả là bỏ. Nhưng mà mình không xả ngay cái khi mà nó vừa thật tác nhân. Thí dụ như người ta vừa nói một câu mình bất đồng, mà nếu mình xả liền đi là mình khỏe rồi đó, tối nay về ngủ ngon rồi đó. Ôm cái đó về mất ngủ ba đêm, xong phải phone cho ông thầy thứ nhất. Ông thầy giảng xong nghe cũng có lý nhưng mà chưa bỏ được. Nghe thầy thứ hai, nghe 10 thầy cũng không xả được. Tại vì sao? Mình ôm nó vô rồi. Bây giờ nó thành ra một cái tì vết ở trong lòng. Biết cái gì nó không phải của mình, xả liền. Thì cái chữ xả, từ bi hỷ xả của Phật giáo muốn nói đó là muốn nói xả ngay. Hay nói một cách khác, người nào sống không chấp trước, người nào sống không chấp trước, không vướng bận, người đó xả. Thí dụ người ta làm gì mà mình nói không có chấp thì người ta hay nói sao? Trời anh hay quá, anh không có chấp. Rồi cái người mà bắt khoan bắt nhặt cái ta nói thôi chấp trước chi mấy cái việc nhỏ nhặt. Mình chấp là mình ôm, mà mình ôm là mình khổ. Cho nên cái chuyện đầu tiên chúng ta làm là quán chiếu cái nhân, cái quả, cái nhân mình làm và đưa đến cái quả như thế nào. Mà không phải chỉ một mình, mà phải quán chiếu rằng người nào, hiện tại, vị lai. Cho nên đại chúng nào mà thọ đi quy y đó, quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Tam Bảo và thọ năm giới đó, thì cái vị đó là, thưa đại chúng, không phải chỉ làm hạnh phúc cho bản thân không đâu. Người đó làm an vui hạnh phúc cho bản thân, mà những người trong gia đình của vị đó cũng an vui hạnh phúc, và xã hội này sẽ có một cái sự bình an vì người đó giữ được cái giới thứ nhất: tôn trọng sự sống, không giết người hại vật, tôn trọng tài sản của người khác, không trộm cắp, tôn trọng hạnh phúc của mình, hạnh phúc của người. Chúng ta không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những ai không phải chồng vợ của mình. Tôn trọng cái chân lý, tôn trọng hạnh phúc của người khác. Chúng ta không dựng chuyện nói xấu, không phê bình lên án những điều mình không thấy biết rõ ràng. Như vậy mình nói như mình sống được như vậy, đâu phải mình hạnh phúc không đâu, đâu phải đạo đức của mình không đâu. Bản thân người đó đạo đức mà hạnh phúc của người xung quanh và cả cái xã hội. Cho nên ai mà làm một Phật tử mà quy y mà giữ giới đó là người đó sống hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, và người đang đó đang hướng đến một con cuộc sống tích cực chứ không phải là mê tín, không phải để trở thành những tín đồ của đạo Phật, mà người đó đang hướng cuộc đời mình đến một cái lối sống tích cực, muốn đóng góp một phần nào đó cho xã hội, cho hạnh phúc cho gia đình cũng như thay đổi bản thân qua năm giới.
Cho nên đừng nghĩ rằng á, mình đi quy y á, là mê tín hay là ô tôi quy y rồi á, tôi trở thành Phật tử rồi, tôi phải đi chùa, tôi phải cúng chùa, tôi phải ăn chay, tôi phải tụng kinh. Không có phải cái gì hết. Cuộc đời nó không phải gì đó. Thể anh biết được cái đó hay mà anh làm thì gia đình anh hạnh phúc thôi. Cho nên Phật giáo đâu có nói là Phật tử là phải quy y. Nếu nói là nói vậy nè, Phật tử nên quy y. Phải là ép rồi phải không? Nhưng mà tại sao phải nên? Là tại vì cái này nó tốt. You should do this, chứ không phải là you have to do this. Cái gì mình have to do là không có hạnh phúc. I like to do, I want to do, thì you should do this. Cho nên mình thấy cái gì có lợi thì chúng ta làm. Mà lợi đây phải lợi cho mình không không, mà lợi cho mình, lợi cho người thân, lợi cho xã hội. Cho nên á, mình mà cho con mình đi tu á, là lợi cho bản thân đứa con, nó sống nó cuộc đời hạnh phúc, tự do, có bị đau khổ, mà gia đình cũng được hạnh phúc an vui theo cái người, cái đường tu của người con. Mà nếu người con đó tu thành công thì xã hội được hưởng, mọi người được hưởng. Cho nên ai mà có con á, mà người con mà phát tâm đi tu á, thì mình phải biết rằng cái đó là cái phước của gia đình. Còn nếu mình mà thấy được cái đó tốt, mình nên khuyến khích nó đi tu, khuyến khích con đi tu chứ không có cản trở. Mày đi tu ta tự vận liền. Vậy chứ ở nhà nó có một gia đình chắc nó sung sướng, nó hạnh phúc à. Mình phải thấy cái hạnh phúc của mình nó có mong manh vẻ vợ vẻ dở không, mà mình lại muốn nó tiếp tục một cái con đường hạnh phúc mong manh đó. Có bao nhiêu nhạc tình người ta cũng viết nhiều lắm, nhưng mà quý vị nghe những bản nhạc tình, có bản nhạc hiếm, bản nhạc nào vui lắm, toàn là em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu, tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài, biết hết trơn á. 5 năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng tôi chuộng mình trong chăn. Mình biết hết mấy cái đó chứ, nhưng mà mình cứ muốn lao vào. Vậy thì trong kinh nói chúng sanh mình không phải là con thiêu thân là gì. Và ông bà mình cũng nói đó, con cá trong lờ nó đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô. Người ta ở trong cái cảnh đó rồi, người ta khổ và người ta muốn thoát mà thoát không được. Còn mình là tối ngày cứ đi tìm cái chỗ. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Toàn là đi tìm những chốn đoạn trường để đi không. Mà khi nào mà mình chịu hết nổi thì mình lại nhảy xong tự giận. Cũng giống như câu kiều vậy đó. Đó. Hay là sao biết không? Khổ quá bắt đầu mới nghĩ tới chuyện đi tu. Quý vị thấy chuyện kiều giống mình không? Y chang như những cái tư tưởng của mình vậy đó. Không ấy tôi vô chùa tôi tu cho mấy người yên thân nha. Mình chắc mình yên thân không? Hay là nhiều khi mình yên cái thân mà tâm mình không yên. Tại vì lúc đó mình chỉ thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Ngồi trong chùa mà tâm cứ móng ra ngoài. Không biết lúc này ở nhà mấy đứa nhỏ nó có ăn uống đàng hoàng. Cũng tại ổng hết mình mới vô đây. Cũng tại bả mình mới vô tới đây. Vậy thì không phải tại Phật. Không phải tại, mà mình khổ mình mới vô đây. Nhưng mà cứu, nó là cứu khổ mà vô đây mình có được cứu gì đâu. Tại vì cái tâm mình nó còn bận rộn ngoài đó. Cho nên người quân tử làm việc gì suy nghĩ. Người quân tử là cái người đó sống được với cái bản chất đó, cái bản chất của đạo là luôn luôn biết suy xét. Cho nên đạo là gì? Đạo là con đường. Mà muốn thấy con, muốn đi đường thì mình phải làm việc gì? Một là mắt phải thấy, hai là chân phải bước thì mới kêu là đường. Quý vị có thấy đường mà không chịu đi thì thấy đường mà không đi sao kêu đi đường? Mà muốn đi đường là phải thấy đường phải không? Cho nên thấy đường và đi đường gọi là đạo. Vậy thì đạo Phật là gì? Không phải chỉ nhìn mà phải thấy đạo, hành đạo
tu đạo đến chỗ đó gọi là đạt đạo, phải chứng đạo. Chứ đạo không phải là ngôn từ để nói, mà đạo là cách sống. Anh không đi được trên con đường này, anh không biết gì về nó hết. Như nhân ẩm thủy, lãnh nóng tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Đâu có ai biết giùm ai được, đâu có ai nói giùm cho ai được, đâu có ai bày tỏ được cái đó được. Tự mình thôi. Cho nên nếu nói là đạo thì đơn giản là vậy thôi. Anh bước vô xe muốn đi đâu, mắt phải nhìn, nhìn kiến, nhìn nhìn vô cái kiến ở trước mặt mà lại thấy được phía sau. Quý vị thấy được điều đó không? Nhìn phía trước mà thấy được phía sau, nhìn bên hông mà thấy được phía sau, và chúng ta gọi là kiến gì? Kiến hậu. Kiến hậu. Như vậy chúng ta làm việc gì chúng ta phải nhớ ở phía sau mình. Một người cha, một người mẹ mà chỉ sống mà không nhìn cái kiến để thấy đàn con mình nó sống như thế nào. Vợ chồng mình cứ vung vẩy những cái lời nói tổn thương nhau mà quên rằng vợ thì không khổ bao nhiêu hết, tại quen rồi, nghe riết quen rồi. Chồng cũng chẳng khổ bao nhiêu hết, nhưng mà con khổ nhiều lắm. Tại vì mình đang nuôi nó bằng cái không khí của phẫn nộ, của tức tối trong gia đình. Cho nên nó chỉ muốn đi mà nó không muốn về. Cho nên mình phải nhìn lại, nhìn lại cái cách mình đang sống trong gia đình đó là đạo. Đạo Phật muốn nói cái đó đó. Đạo Phật muốn nói cái đó, chứ không phải nói cái chuyện mà chúng ta đi vô đạo để làm member, để làm tín đồ. Tín đồ không có làm gì trơn á. Nếu mà là một tín đồ thật nghĩa của đạo Phật là tín đồ đó phải có sự chuyển hóa bản thân, gia đình, tự thân mình. Mỗi ngày mình thấy mình hạnh phúc hơn, mình sống mình có quy củ hơn, mình có nề nếp hơn, mình có an lạc hơn, là mình biết rằng bản thân mình đi đúng đạo, hay là đi đúng đường. Bởi mà đi đúng đường rồi thì mình sẽ kéo gia đình mình đi trên một con đường đó đúng. Mình là người lái chiếc xe mà mình quẹo trật thì cả 6 người ngồi chung xe cũng trật theo mình. Thật là quý vị nhớ là mình là người, một người lái xe. Ai là người đi chung xe với mình? Gia đình mình, con cái của mình. Thế mình quẹo trật là họ trật theo. Cho nên quý vị để ý, vợ chồng nhiều khi tại sao không cùng ý kiến? Tại mỗi người thấy mỗi kiểu. Mà mỗi kiểu không cùng một cái thấy thì sự việc gây gỗ nó sẽ có mặt. Cho nên mỗi cái việc làm của chúng ta, chúng ta đều có suy nghĩ, chúng ta làm, chúng ta nói. Hồi xưa các vị dạy nhất ngôn cửu đỉnh. Một lời nói của mình nó nặng giống như chính cái đỉnh lư vậy đó. Nhất ngôn cửu đỉnh. Lời nói nó đơn giản vậy, vậy mà nó nặng như chính cái đỉnh vậy đó. Thiệt sự luôn. Có nhiều khi mình gặp cái người đó, mình nói có một câu nhẹ nhàng thôi mà người đó tức 9 năm. Người đó buồn 9 tháng. Người đó khổ 9 ngày. Rồi thậm chí thù mình 9 đời. Tại vì mình không có quán xuyến lại cái ngôn từ. Cho nên hồi xưa các vị, các bậc cổ đức xưa có rất nhiều những ví dụ để nhắc nhở chúng ta. Nhất ngôn phát xuất là tứ mã nan truy. Một lời mà phát ra rồi á, bốn con ngựa rượt chạy theo lấy là không kịp. Ôi thì đủ thứ các. Một lời nói giống như cây đinh mà đóng vô cột vậy đó. Dù có hối hận mà lấy ra thì cái cột nó vẫn có dấu, cái cột nó vẫn bị thương rồi. Một lời nói tổn thương ai đó, mình có xin lỗi như thế nào thì trong cái trái tim của người đó nó cũng đã bị tổn thương bởi một cây đinh, một lời nói của mình. Cho nên mình không cần làm một bậc quân tử ở đâu, mà quân tử ngay ngôn từ. Có nhiều khi người Việt mình Pháp Hòa nghĩ là ở bất cứ văn hóa nào, người nam á, thí dụ giữa họ với nhau họ giận á, họ tức với nhau á,
họ dùng từ ngữ tầm bậy tầm bạ với nhau, không ai nói gì, tại vì họ là đàn ông với nhau. Rồi ngược lại người nữ với nhau. Mà nếu một người nam mà vung những cái lời mà tục tiểu đối với một người nữ thì ta xem thường lắm. Tại vì người ta nghĩ sao? Cái vị đó không có quân tử. Thật ra ngôn từ đó, nó quan trọng đó. Tại vì có những lời ngay cả người xuất gia, có những ngôn từ người xuất gia đâu được dùng. Mà nhiều khi mình lỡ mình sử dụng ngôn từ đó thì người ta không nói gì, nhưng mà trong bụng người ta quánh giá rồi. Cho nên có nhiều cái từ Pháp Hòa nói, cái Pháp Hòa phải nói vậy nè: dạ cái này là nói theo thế gian. Tức là Pháp Hòa muốn dùng một cái từ đó theo thế gian để đại chúng cảm nhận cái hiểu, chứ cái câu đó không phải của người tu nói. Mặc dù cái từ đó không tổn hại ai hết, không có gì bậy bạ, nhưng nó có chứa một cái gì nó hơi thô ở trong đó mà người tu không nên nói. Thí dụ như quý vị ăn và mình gặp nhau: ê khỏe không, dứt to không? Người đời nói đâu có tội gì, mà ông thầy tu phải: ồ con mới tới hả, vô dứt tô cơm đi con. Nó nghe nó dễ thương lắm, nhưng mà nó không phải cái ngôn từ của người tu. Nó không phải ngôn từ người tu. Con ăn cái này đi con, đã lắm. Người tu đâu có nói mấy cái đó. Còn nếu mà thí dụ như giỡn chơi, nói với đệ tử một cái câu nói chơi thôi, nhưng cũng không nên thường. Tại vì cái gì nó cũng thành thói quen, tới một lúc nào đó không nên nói mà lại phát cái câu đó ra, cái rút lại không được. Mà chúng ta bị hoài thôi, không ai tốt gì hết á. Nhưng mà đây là chúng ta nhắc nhở. Và thậm chí đó là lý do tại sao người tu phải có cái y á, đắp cái y xong rồi nó, cái y nó có cái viền xung quanh này. Đó là cái gì? Đó là cái ranh giới. Đó là ranh giới. Quý vị mai mốt quý vị vô chùa, quý vị nhìn cái y của quý thầy, đắp tấm y lên thì trên cái y đó nó có thành bốn góc. Đó là cái viền mỗi, cái ranh giới của người tu, mình không được vượt. Thì chúng ta cũng vậy. Mình có gia đình rồi, mình có ranh giới của một người đàn ông có chồng, có vợ. Mình có người nữ có chồng, mình có ranh giới của một người vợ, đi chơi cũng cỡ nào. Chứ không phải mình buông thùa như là lúc mình chưa có gia đình. Người nữ có thể thành quân tử không? Dạ được. Tại vì quân tử là để biểu lộ cái cách sống, chứ không phải nói đến cái tướng tá, cái cách sống và cái tâm niệm. Cho nên một người nữ mà đâu phải nói vậy chứ đàn ông không, người nữ không có đâu. Một người nữ cũng phải suy xét việc của mình làm, coi xem cái đó nặng nhẹ như thế nào. Một lời mình nói cũng vậy. Cho nên ở đây là nói đến cái cách sống. Và cái chữ đó bây giờ nó không phải chỉ để cho cái tướng nữa, mà để cho cách sống và cái tâm của mọi người. Rộng lượng đâu phải chỉ ở người nam, người nữ cũng rất rộng lượng. Và vì nếu như mình không sống được như vậy thì người ta lấy cái biểu tượng đó ra. Cái lời nói của mình nó không có mang cái tính chất chán nản, nó không có mang cái tính chất ngông cuồng, tự đại, tức là muốn nói gì nói, không có suy nghĩ. Và phải biết trước mặt mình là ai để mình dùng từ, thì nổi có bao nhiêu thôi, người ta cũng thấy được cái tâm tư của mình, cái cách sống của mình. Thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa không có khoe, nhưng mà Pháp Hòa nói đây là cái thực tập của Pháp Hòa thôi. Khi Pháp Hòa viết một cái mail cho ai, viết một lá thư cho ai, nếu mà là tên của vị đó hay cái gì nó cần viết hoa, tất cả Pháp Hòa sẽ viết hoa. Nhưng khi Pháp Hòa ký tên ở dưới, tất cả tên Pháp Hòa bằng chữ nhỏ hết. Nó tự nhắc nhở mình thôi. Đối với một người mình đang trả lời một cái mail, mình cũng nhỏ bé lắm. Nó, cái đó là cái cách sống của mình thôi, chứ mình không phải mình. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ, chứ không còn có khoe cái chuyện mình làm. Nhưng mà chia sẻ là mình tu, mình thể hiện cái gì trong cái đời sống tu tập của mình. Mình sống á, mình làm cái gì để mình thể hiện. Đâu phải người ta không nhận ra đâu. Cũng có những Phật tử viết mail ngược trở lại,
thầy ơi, con thấy thầy viết thơ, thầy trả lời cho Phật tử. Tất cả tên họ của ai thầy viết hoa đầy đủ, mà khi con nhìn xuống thấy tên thầy, thầy viết nhỏ hết. Có phải thầy đang muốn hướng dẫn chúng con sống một đời sống khiêm cung? Tự động người ta nhận ra cái đó. Tại vì sao? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình là Phật tử mà cùng tâm niệm tu với nhau thì nó gặp nhau ở cái đường tu. Đấy, có những vị ở rất xa mà chiều nay cũng thấy. Rồi có những vị Pháp Hòa mới bước xuống xe thấy ở Cali bay qua nè, ở Michigan bay qua nè, ở Las Vegas nè, vân vân. Rồi quý vị đi đâu chơi, vừa tới đó quý vị, ở đây có chùa không? Có không? Mình đi đâu mình cũng hỏi chùa không? Còn mình người Việt, ở đây có quán ăn Việt không? Mặc dù ở chỗ mình ăn chán muốn chết rồi, mà đi tới đâu cũng không quên được cái món ăn của Việt Nam. Người quân tử sống theo cái nghĩa là không có tham. Không có tham. Thật ra con người mình á, ai cũng có cái muốn. Thí dụ như đói bụng thì muốn ăn, mệt thì muốn ngủ, khát nước thì muốn uống nước. Nhưng mà có những cái mình sống nó hơn, cho nên mình thêm cái chữ tham lam. Tại vì chữ tham á, nó biểu lộ cái gì? Mình chỉ muốn more, muốn nữa và không biết dừng. Và thậm chí những cái không cần cũng tham, tại vì nó free. Có nhiều người biết mình không có, mình không có cần cái đó đâu, nhưng mà nó free, không hốt uổng. Rồi mai chiều mốt nọ nó hư cái đem dục. Thậm chí bắt đầu soạn ra cái nào mà hết hạn cái phone hỏi thăm, ai có dùng không mình cho. Mà lúc nó còn mình không để. Cho nên cái chữ mà trong Phật giáo dùng sang tham, chữ sang là mình bỏng sẻn. Mình bỏng sẻn về của cải, mình bỏng sẻn về sự học hành. Cái gì mình biết mình không muốn cho người ta biết. Có nhiều khi mình nấu có một món ăn mà sợ người ta biết đó, mình nêm ném mình lén muốn chết vậy. Trước khi mình nêm ném mình sợ người ta dòm ngó, học cái cách của mình nấu mình phải cẩn thận. Cái đó là bản thân của mình thôi. Nhưng mà ở đây thì mình để ví dụ thế nào gọi là bỏng sẻn. Bỏng sẻn về cái hiểu biết, bỏng sẻn về cái tình bạn. Mình muốn biết, mình đã biết ai rồi, mình muốn giới thiệu cho người khác. Tại vì mình không muốn người khác cũng cùng hưởng cái lợi ích giống mình. Cho nên á, ở trong thế gian người ta dùng từ quân tử. Quân tử là biểu lộ cho một người kẻ sĩ, một người có tài. Nhưng mà Pháp Hòa muốn nói cái chữ quân tử nó tương đồng với trượng phu. Mà ở đây không phải là biểu tượng cho một người nam, mà là cái cách sống. Cái cách sống. Rồi thỉnh thoảng quý vị nghe trong kinh nói, nếu mà được sanh về cõi Phật đó thì không có người nữ. Thì có nhiều người họ mới thắc mắc, họ nói vậy là Phật còn kỳ thị quá. Nhưng mà ở đây đại chúng nên nhận cái ý hơn nhận cái lời. Vì tại vì á, khi có người nữ, có người nam, nghĩa là nó còn có cái tánh đối đãi. Hiểu ý không? Đối đãi nam nữ, đẹp xấu, hơn thua, được mất, mà chỉ thuần một thì nó không có cái đó. Hiểu ý không? Cho nên người ta nói không có cái đó, là để ở đây muốn nói cái thuần. Cái thuần là cái không cái tạp. Còn hễ mà nói ở đó có người nam người nữ, tức là có gì? Hai bản tánh. Mà hai bản tánh thì lúc nào nó cũng có sanh khởi hai thế giới. Mà nếu như mà người nam với người nam không, thì họ không có khởi tâm. Thí dụ như nói trên phương diện dục không có khởi. Ở đây có ai xem phim Tây Du Ký chưa? Quý vị có nhớ là Đường Huyền Trang với thầy trò rớt vô cái nước tên là Nữ Quốc không? Đó, nước gì mà người nữ không vậy? Đó. Rồi múc nhầm cái nước nó uống á, thì bị cái gì? Cái bụng có bầu. Nhớ không? Cái đó biểu tượng cho gì?
Người nữ ở trong cái chuyện đó lúc bấy giờ nghĩa là tượng trưng cho cái ái. Tại vì thường thường người nữ là ái, ái là yêu, là đắm, là nhiễm. Mà uống cái nước đó vô bụng bự là tượng trưng cho gì? Hễ có ái á, là có ôm ấp. Mà có ôm ấp thì có chứa đựng, mà chứa đựng thì có bụng. Rồi bây giờ muốn xả cái ái đó, xả cái chấp đó, phải uống một thứ thuốc gọi là trục thai. Uống trục thai để trút cái đó ra. Hiểu ý không? Cho nên đó, rồi vua cũng là người nữ luôn, tất cả thần dân trong đó là người nữ. Rồi người nữ nào mà lớn lên muốn có con, cái uống cái đi ra nước nó múc muỗng cái nữ có con, cho nên nước đó có được duy trì. Được duy trì. Mình mà khổ đau một việc gì rồi, mình mà mình bực tức người nào rồi đó, mình đâu có tha đâu. Mình bắt đầu mình phone. Biết ba không? Biết năm không? Trời ơi, bữa nay nó như vậy, ngồi gần ai cũng khều hết á. Chị biết nó không? Thậm chí người ta không quen, khều khều. Biết nhỏ đó không? Biết là mình lan ra. Có phải là mình uống nước để có con không? Mình kêu kiếm bè lũ, kiếm dây cánh, kiếm đồng minh. Cho nên uống cái nước đó rồi sanh con tiếp tục. Mình ôm cái chấp đó, rồi mình tiếp tục run vẫy cái chấp trước đó cho người này người kia. Mình ghét người nào rồi là thế nào, làng xóm 5 người 10 người sẽ biết. Không chừng dở hết cuốn sổ phone đó. Ai biết người đó là mình sẽ báo cáo hết. Mình cũng muốn có dân chúng của cái đồng cái ghét đó của mình. Cho nên mình ôm cái bào thai đó. Cái bào thai, cái thai là tượng trưng. Mà thường thường cái thai thì mình phải làm sao? Phải carry, phải mang thai. Thai là phải mang. Mà mang thì mình thêm thì mang nặng. Mang thì phải nặng. Cho nên là mang thai rồi mang nặng. Mà lúc đẻ thì gì? Đẻ sướng thì đẻ đau. Đó. Mang nặng đẻ đau. Nhưng mà mình mang nặng đẻ đau, cái đứa bé đó nó còn có 9 tháng 10 ngày là hết. Còn mình mang nặng một cái khối khổ sầu, đẻ hoài nó không ra. Phải không? Cho nên rốt cuộc rồi á, đẻ không ra, mang suốt đời, cho nên mang nặng. Cho nên phải cầu nước thánh, uống thuốc trục thai. Mà thuốc trục thai đó phải mượn, không có nhân gian. Mượn cái triệu, cái thuốc đó uống vô. Cái thuốc đó là thuốc vô ngã. Thuốc vô ngã là gì? Thuốc không có cái ta, không có cái tôi. Mình có ta có tôi là mình còn phiền não. Phần lớn mình giận là tại vì sao nè? Không làm đúng ý mình là mình giận thôi, chứ sự việc nó đâu có phải nó trật đâu, mà tại nó không làm đúng ý mình. Chứ thật sự trên đời này mà nói cho cùng là không có việc gì nó không trúng hết á. Nó không trúng cái người này, nó không trúng người kia, nhưng mà nó trật ý mình là mình bực thôi. Vậy rốt cuộc mình nói, nó làm như vậy mà nó coi được hả? Thì nó coi được nó mới làm chứ. Chỉ có mình coi không được thôi chứ. Phải không? Như vậy. Kính thưa đại chúng, là Đức Phật á, không phải là cái người sáng tạo ra những cái chân lý gì cả, nhưng mà Đức Phật là người phát hiện ra cuộc đời có những cái chân lý đó. Nhưng mà tại vì chúng ta không nhận ra được cái chân lý đó, chúng ta không sống được với chân lý đó, rồi chúng ta khổ thôi. Chứ mọi việc nó bình thường vậy đó. Cho nên cuộc sống nó rất bình thường, chỉ có tại chúng ta bất thường thôi. Chứ cuộc sống nó không có gì nó bất thường hết. Ví dụ, ai ép mình có chồng đâu, có vợ đâu. Rồi tại mình muốn có chồng, cái giờ mình khổ vì chồng. Đương nhiên thôi, có chồng thì khổ vì chồng. Có con sẽ có những cái lụy hệ của con. Mình có cái gì, mình sẽ hệ lụy cái đó. Mình có cái thân, sẽ khổ vì thân. Có một cái bài sám: có thân nên khổ vì thân. Cho nên là Khổng Tử cũng nói ha, ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân,
hà hữu chi hoạn. Chúng ta có cái khổ là tại chúng ta có cái thân. Chúng ta không có thân thì khổ nương vào đâu mà có. Ví dụ á, mình có lỗ tai thì cái lỗ tai thường thường là để nghe. Mà hãy nghe á, thì đâu phải chỉ nghe tiếng tất cả các thứ tiếng, mà tiếng gì mình thích thì mình cười, tiếng gì không thích thì mình nhăn. Chứ bản chất cái tiếng nó không hề có vui, có buồn, có khổ, có xấu, có sai gì hết. Tại vì mình không ưa tiếng đó, cái mình nó dở thôi. Món ăn nào cũng có mùi. Sầu riêng nó có mùi của sầu riêng, chao nó có mùi của chao. Mà món nào mình không có thích thì mình nói thúi quá. Nhưng bản chất nó đâu có thúi, tại mình không ngửi được thì mình nói nó hôi thôi. Phải không? Rồi mình xài chữ mình phải xác định nó cũng cỡ nào nha. Hôi thôi chưa đủ, hôi dữ lắm, hôi quá trời. Rồi đến cái hôi mà tổ cùng nữa mình dùng chữ thúi. Cái gì mình cũng phải, thí dụ mà hay, nhưng mà mình phải nói rất hay, hay lắm, hay quá, hay là quá hay. Cũng một cái hay mà tùy theo cái feeling của mình, từ theo cái cảm nhận của mình, cái mình gá chữ vô. Rồi người khác không đồng một cái quan niệm đó thì mình khổ. Và rốt cuộc bản chất cuộc đời này không có cái gì mà để mình gọi là mình để cho mình khổ cả. Tại vì nó không ưng ý mình thôi, nó không vừa lòng xứng ý mình thôi. Thí dụ mình đau chân, mình đau lưng, bao nhiêu ngồi người ngồi cái ghế đó không sao hết. Mình ngồi nó không được, tôi ngồi ghế này tôi đau lắm, ghế này không được. Vậy thì cái ghế này nó chỉ không được cho mình thôi, chứ không phải là cái ghế này không được cho ai. Đừng có tới cái tiệm nó ăn nghe, ghê lắm, tại nó không hợp khẩu mình thôi. Có nhiều khi mình trời nó bán dở mà sao bán đắt dữ trời. Dở với mình thôi chứ đâu dở với người khác. Cho nên nói cho cùng là mình sống vì cái gì? Vì cái ngã của mình thôi. Mà chính mình ôm cái ngã đó nhiều cho nên bụng mình nó lúc nào nó cũng mang nặng. Không, đẻ đau mà không chịu đẻ. Tại đẻ nó đau, thôi đẻ thà tôi mang nặng. Rồi cuối cùng phải uống thuốc trục đó. Cho nên Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu. Nhưng mà rồi trong chuyện đó người ta lồng vào những cái ý tứ của cuộc sống. Nhưng mà có những cái á, nói thẳng nói không được, phải lấy chuyện này chuyện kia ra nói. Có một cái người đó, họ đến ông thầy, ông họ than. Họ nói thầy, con đi chùa mà người này thấy con vậy, người kia thấy con khác, con bực bội quá, chắc con không đi nữa quá thầy ơi. Ông thầy ông hỏi, người ta thấy con như thế này, người ta thấy kia con như thế kia, vậy con thấy con sao? Ông nói, thì con thấy con bình thường, thì con cứ bình thường đi. Tại sao con thấy được con bình thường mà con không sống bình thường? Mà người ta thấy con trạch lớp chứ con lại bất thường. Như vậy con sống cho người ta hay con sống cho con? Mình làm việc gì cũng sợ người ta nói, sợ người ta cười, sợ người ta chê, đủ thứ sợ mà không ai sợ mình. Có ai nói tôi nói tôi làm để tôi sợ tôi không? Toàn là sợ người ta. Tôi mặc cái này ra sợ người ta chê quá, tôi mua cái đó sợ người ta nói quá, vân vân. Cho nên cái thấy của người tu là cái thấy không phải để dòm ngó mà thấy để sửa, gọi là tu mà. Mà muốn tu là phải thấy, thấy mới tu được. Muốn đi đường đó phải thấy đường đó mới đi được. Họ không thấy không đi được, mà thấy mà không đi cũng không tới, phải không? Đơn giản vậy thôi. Dù trời rất tối nhưng mà cái xe mình nó còn cái đèn nó soi. Có thể mình không thấy hết nhưng mình cứ thấy những cái con đường. Nhiều khi có những con đường rất cong quẹo nhưng mà tại sao mình đi vẫn bình an? Tại vì thấy tới đâu thì đi tới đó. Thấy tới đâu đi tới đó. Cho nên hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng thì Pháp Hòa muốn nhắc lại trượng phu quân tử.
Trượng phu quân tử không phải ở cái hình dáng của người đó, lực lưỡng, cao ráo, mạnh mẽ, ga lăng, mà cái tâm niệm sống, cái cách tư duy. Cho nên á, người xưa dạy mình một câu thôi: mỗi ngày làm một việc, tư vô tà. Tư vô tà là gì? Suy nghĩ đừng lệch lạc. Cái suy nghĩ không lệch lạc là lời nói không lệch lạc, hành động không lệch lạc. Ví dụ như ai hỏi mình gì, tôi không biết cái đó đúng sai, nhưng mà hiện tại tôi thấy là nó vậy. Mai chịu chuyện đó nó không đúng, mình cũng không bị nói hớ. Mình nói hồi nãy rồi mà, thấy tôi hiện tại là vậy, chứ tôi không biết nó như thế nào. Theo tôi hiểu là nó như vậy, nhưng có thể người ta hiểu hơn mình. Cho nên mình nói cái gì nó có cửa để mình thoát vẫn hơn là tôi xác định là như vậy. Trời ơi, tôi nhìn là tôi biết ngay. Nó bay qua mũi đực mũi cái tôi cũng biết. Tự hào chi cái đó. Cho nên ai hỏi ý kiến, nói dạ anh hỏi thì tôi xin nói đây ý của một con kiến. Kêu là ý kiến. Ý tôi là ý một con kiến thôi. Có nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Mà lỡ làm trật thì tôi nói trước rồi mà, ý con kiến chứ. Tại anh tưởng tượng nó ra con voi thôi, chứ nãy tôi nói con kiến mà. Nhưng là tưởng tượng thành tưởng voi. Tại tưởng là voi mà, tưởng tượng là tưởng voi. Trượng phu quân tử là người biết suy xét cái việc làm gọi là đạo, biết suy nghĩ lời nói của mình gọi là lý. Nói phải có lý, nói phải có lý, mà lý là thật. Làm việc gì cũng phải cân nhắc có cái tình cái nghĩa trong đó. Đôi khi cái việc đó nó phải vậy, nhưng mình xử như vậy nó đúng lý mà nó mất tình, phải không? Cho nên đôi khi chúng ta phải cân nhắc nó làm sao nó có tình có lý, nó có tình có lý. Cái đó gọi là nghĩa, đạo lý nghĩa. Rồi cuối cùng á, chúng ta làm việc gì nó phải có cái chín chắn ở trong đó. Mình làm việc gì, cái việc đó phải người sao người ta có thể người ta sử dụng. Thường thường quý vị thấy những người mà người ta ráp những cái máy, lỡ người ta không còn nữa, thợ khác vô ta nhìn ta cũng biết được cái phương thức ráp máy nó hư sao, ta mở ra được ta sửa. Mình ráp sao ta nói trời ơi, sao tôi nó ráp sao tôi bó tay, tôi không biết đường tôi mở. Ở đây quý vị có ngày xưa khoảng có một ông học giả người Pháp, họ của ông là Louis, tên của ông là Louis Braille. Thì ông sinh 1809. Thì khi mà ông sinh ra đời á, thì khoảng 3 tuổi thì ông bị mù, một mắt nó bị hư đi. Thì do con mắt nó hư thì con mắt cái bên á, ông thường hay dùng cái tay để gãi nó. Thì cuối cùng hai con mắt ông mù hết. Thì năm ông khoảng 15 tuổi á, thì ông đã tự chế ra những cái ký hiệu nổi trên mặt giấy để gờ vào những cái ký hiệu đó mà biết được chữ. Coi như là 26 chữ cái là ông đều có ký hiệu hết. Và người ta đã dùng cái ký hiệu đó của ông kể từ năm 1800 mấy đó cho đến bây giờ. Thỉnh thoảng quý vị đi, quý vị thấy trên những cái miếng thiết, trên những cái cửa, trên những cái thang máy á, nó có những cái ký hiệu đó để giúp cho những người người ta khiếm thị, người ta tới người ta rờ vào đó
thì người ta biết cái nào là bấm lên, cái nào bấm xuống, mặc dù người ta không thấy được. Nhưng mà mình có những ký hiệu để cho người ta sử dụng. Và cái ký hiệu đó, cái loại chữ đó vẫn mang tên của ông là chữ Braille. Có một khoảng thời gian, người ta đề nghị là mình nên lấy những tờ giấy lịch mà chúng ta treo trong nhà, mà những cái lịch mà đi chợ hàng năm người ta cho mình cái lịch to to đó. Thì thường những loại lịch đó là người ta hay làm trên những cái giấy láng, nó dày. Thì cái giấy đó mà đem tái sử dụng lại á, cho những cái ký hiệu đó thì rất tốt. Tại vì thứ nhất là cái độ dày của giấy, thứ hai là cái độ láng của giấy, nó làm cho người ta dễ nhận diện giữa láng và nổi. Và cái ký hiệu đó được in trên giấy dày đó thì nó dễ hơn là trên giấy mỏng. Nếu mà mình sử dụng được cái loại giấy đó làm những cái ký hiệu đó để cho dạy cho những người khiếm thị đó, thứ nhất là vừa dễ ở cái mặt láng và độ dày, kế nữa đó là không bị ô nhiễm môi trường, tại vì chúng ta đã tái sử dụng miếng giấy đó một cách thiết thực và hữu hiệu. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, cái ông đó là một người Pháp, ông tên là Louis Braille. Và sau này á, cái ký hiệu mà trên mặt nổi đó lấy tên của ông đặt cho cái mặt chữ đó luôn. Ở bên Canada đó, thì sau này á, tiền của Canada đó đều có cái ký hiệu đó hết. Những người mà những người khiếm thị vẫn có thể đếm tiền, không có gì trở ngại hết, là tại vì trên mỗi tờ tiền giấy của Canada đều có cái ký hiệu nổi đó hết. Rồi ở những cái chỗ công cộng, chỗ thang máy đều có những ký hiệu đó hết. Thậm chí bây giờ có một số máy móc người ta cũng làm cái ký hiệu đó luôn, để người mù vẫn có thể sử dụng được cái loại máy đó. Như vậy thì đối với mình á, ông là một anh hùng, một vĩ nhân, một người quân tử, một người trượng phu. Tại vì việc làm của ông không phải chỉ ông hưởng không, hồi đầu là ông tự chế ra cho ông, nhưng mà sau này nó quá hữu dụng, và người ta đã mượn luôn cả ký hiệu đó. Bây giờ trở thành ra ký hiệu chung, cả thế giới đều sử dụng chung một cái bản ký hiệu đó. Vậy thì quý vị thấy, đâu phải ai sinh ra người ta trở thành vĩ nhân đâu, nhưng mà qua cái quan trọng là cái tâm tư của mình, cái cách suy nghĩ và cách sống của mình. Có nhiều khi một lời nói rất đơn giản thôi, nhưng mà cảm hóa được người kia, mình cũng là một vĩ nhân cứu khổ. Cho nên Đức Phật không có làm gì lớn lao cả, không xây dựng gì cả, nhưng mà xây dựng một cái nền tảng đạo đức rất vững chãi, lưu truyền cho đến bây giờ 2600 mấy năm, và các hàng đệ tử của Đức Phật vẫn còn theo con đường đó để tự cải hóa cho chúng ta. Cải hóa tự tâm nghĩa là cải đổi, sửa những cái sai, cảm hóa những cái đẹp, làm cho những cái đẹp để làm gì? Để làm mỗi ngày chúng ta mới lên, làm mới chúng ta lên. Thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay, là bản chất và cái cách sống của quân tử trượng phu qua bốn chữ: đạo, lý, nghĩa, chánh. Đạo là cái việc làm có cân nhắc, lý là lời nói có lý lẽ, có chân thật, phải không? Nghĩa là cái cách sống của mình, hành xử như thế nào nó phải có tình, có nghĩa trong đó. Và cuối cùng là chữ chánh, nghĩa là việc làm của chúng ta mang lại cái lợi ích chung cho tất cả mọi người. Đó cũng là cái ý nghĩa mà ngày nay các thầy, các sư cô cũng đang làm cái việc đó. Ví dụ như Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia chia sẻ Phật Pháp, cũng là muốn đem cái chân lý, cái lẽ thật, cái con đường để chia sẻ với mọi người. Mong rằng đại chúng và các thầy có xây dựng chùa viện cũng không ngoài mục đích đó, để làm cái cơ sở để truyền bá
hướng dẫn những cái đời sống tu tập như vậy. Người ta muốn quy về thì phải có chỗ, phải không? Cho nên chúng ta gọi là quy y. Quy y là quay về thôi. Quy y nghĩa là quay trở về. Bây giờ quy y cái gì? Mình vợ nương chồng thì quy y chồng, vợ chồng nương vợ là quy y vợ. Vậy thì Phật tử quy y gì? Quy y Tam Bảo. Phật tử là quy y Tam Bảo, là nương tựa Phật, nương tựa Pháp là lời dạy, nương tựa Tăng là đoàn thể. Thận trọng thì tâm sẽ yên bình. Làm bất cứ việc gì chúng ta làm trong cái cẩn trọng. Thí dụ mình đi cẩn thận, chừng nào có bao ít khi nào té lắm. Mình làm gì mà cẩn thận, ít khi nào đổ bể lắm. Mình cắt một tờ giấy mà cẩn thận, lúc nào cắt nó cũng ngay ngắn. Mình xếp một cái gì cẩn thận, xếp lúc nào nó cũng ngay và nó thẳng và nó chắc. Xưa giờ là vậy. Cái gì chúng ta làm có sự thận trọng luôn luôn, không ít có khi nào đưa đến sự đổ vỡ. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Bất cứ một món ăn gì chúng ta đưa vào cơ thể mà chúng ta có thận trọng thì ít khi nào bệnh hoạn. Thường á, trước khi lên giảng Pháp Hòa ít ăn lắm. Tại vì mình biết mình ăn nó khó tiêu. Và mình ăn nhiều quá thì lên nó vừa mệt mà vừa khó tiêu nữa. Mà cái bao tử mình gần đây là càng ngày càng yếu hơn. Nó không như ngày trước nữa. Cho nên lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Cho nên thận trọng thì tâm sẽ yên bình. Nhất là khi mình ra nước ngoài. Hay là mình ở trong nước. Lúc nào cũng vậy thôi. Đời sống nào nó cũng có những cái khó khăn. Thí dụ mình ở bên này thì mình phải đối diện với những khó khăn của ngoài này. Phần lớn là một số các vị mới sang đây trong vòng vài năm gần đây. Do mình đi đầu tư làm ăn, do mình đi làm theo diện công nhân, hay là mình là du học sinh. Mà đời sống mỗi ngày mình qua đây là tiền bạc rất là chừng mực. Thành thử là không thể nào phung phí. Mà nếu xài mà tiền mà không cẩn thận thì mình sẽ bị hao hụt. Mà hao hụt rồi thì nó sẽ đâm ra khó chịu. Và đôi khi còn làm những cái điều sai lầm để tìm được những nguồn tiền. Cho dễ lắm. Tại vì hễ mà mình hụt hẫng chỗ nào mà ai đâu đó bổ vào đó, thì thế nào nó cũng có những cái sai lầm trong đó. Cho nên thận trọng thì tâm sẽ yên bình. Cung kính thì thân sẽ khỏe mạnh. Tại vì cái thân á, nó biểu lộ từ cái tâm. Thí dụ mình có cái tâm cung kính, cho nên thế giới này á, không có nước nào mà không có một cái phương thức chào hỏi. Bất cứ một đất nước nào, người Nhật có cách chào của người Nhật, người Hàn có cách chào của người Hàn, người Thái, người Campuchia, tất cả các nước đều có một phương thức chào hỏi của họ. Việt Nam mình là khoanh tay cúi đầu. Còn mình theo Phật giáo thì chúng ta chắp tay xá chào. Mà luôn luôn người biết xá chào luôn luôn mang lại sự cung kính. Mà được sự cung kính, cái phước nó tăng. Cái phước nó tăng. Cho nên người lớn người nhỏ gì, chúng ta gặp nhau chúng ta đều chào nhau qua cái lễ nghi. Cái chào này là gì? Là một nụ hoa sen tặng cho nhau. Cho nên trong Phật giáo mình chắp tay xá, đây là một đóa hoa từ trong tâm của mình. Và hơn nữa đó, mình phải có cái thận trọng và cung kính đối với từ con vật cho đến cái dụng cụ mình sử dụng. Cho quý vị thấy trong chùa, mỗi khi trước khi ngồi xuống tụng kinh xá, cảm ơn cái gối ngồi, cảm ơn cái ghế để kinh, nhờ các vị đến đây sắp xếp trước mình có mình ngồi, chứ đâu tự nhiên có được. Cũng giống như hôm nay mình mượn được cái ngôi chùa của người Tích Lan. Ở đây là một cái nhà thờ cổ ngày xưa, rồi các sư mới sang lại cái chỗ này từ năm 2015.
để làm cái ngôi chùa cho người Tích Lan. Ở đây đặt là Atlantic Meditation Center. Hồi nãy Pháp Hòa đến, Pháp Hòa được gặp quý sư. Và đó là gì? Mình phải chào hỏi, đó là biểu lộ mình là một người khách, mình đã được các vị cho phép sử dụng nơi này. Thì việc đầu tiên mình phải đi đến, mình chào hỏi các thầy, cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đó là cái cách. Thì cái mình phải có cái lòng cung kính. Và khi các vị gặp mình chào hỏi như vậy, các vị cũng hiểu mình cũng có một cái văn hóa. Và chư tăng với nhau, dù là tăng Việt Nam hay là tăng Tích Lan, hai cái truyền thống tu tập khác nhau. Việt Nam là theo Bắc Tông, Bắc Truyền. Các sư Tích Lan theo Nam Tông, Nam Truyền. Dù là hai cái truyền thống Phật giáo khác nhau, nhưng chúng ta vẫn thờ chung một Đức Phật. Về giáo lý căn bản vẫn giống nhau. Còn Phật giáo Bắc Truyền thì có những thêm những bộ kinh phát triển, đưa những cái tư tưởng Đại Thừa vào đó. Nhưng mà về giáo lý căn bản không có khác. Tu tập thiền tịnh không có khác. Thì như nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng cách ngồi thở đó. Nếu mà quý vị thích cái cách đó, đó quý vị về đây nè, học với các sư ở đây. Các sư ở đây cũng chuyên pháp thuật, pháp thiền đó, Vipassana. Thiền chỉ và thiền quán. Rồi chúng ta gọi là thiền minh sát. Tức là cái cách thiền đó, đó lấy hơi thở làm chuẩn. Mà thưa đại chúng, bất cứ khi nào các vị thấy trong lòng bất an, thay vì mình biểu lộ sự bực bội của mình, đừng đi tìm chỗ ngồi yên và thở. Thở những hơi thở thật bình an. Khi nào tâm mình lắng xuống rồi, mình sẽ trở ra mình nói những điều mình không như ý với người thân của mình. Nhưng lời nói bây giờ nó sẽ khác lắm với hồi nãy đó. Nửa tiếng trước mình nói với tâm bực bội, và lời nói của mình nó sẽ tràn đầy những sự bực bội. Nhưng bây giờ mình lắng xuống rồi thì lời nói của mình sẽ có khác hơn. Mình vẫn bày tỏ những điều bất bình với mình, với họ, nhưng không có nói những lời thô. Và lời nói tĩnh lặng luôn luôn là những lời tích cực, có tính cách xây dựng, có tính cách làm cho người khác dễ nghe, dễ tiếp nhận, dễ xây dựng. Thì đó chẳng phải là một phương thức tốt để chúng ta xây dựng sao? Mình đi xin việc, dù cái người họ phỏng vấn mình có, họ có nói gì đi nữa, nhưng mà nếu một cái thái độ mình chống bán lại thì làm mày gì mình có việc làm được. Thì cuộc sống này không có bao giờ có được những cái sự gọi là lời nói không dễ thương mà được cái sự thành tựu cả. Cho nên cái pháp thiền không phải là cái tu theo pháp Phật. Ai cũng cần thiền hết. Người trẻ, người già, người đạo, người không gì, nó là thức ăn của tâm. Nó là thức ăn của tâm, nó là một phương thức giúp cho tâm tĩnh lặng, giúp cho tâm trong sáng. Còn quý vị không thiền được, quý vị tụng kinh. Quý vị không tụng kinh được, quý vị lại Phật. Quý vị không lại Phật được, quý vị niệm Phật. Quý vị không niệm Phật được, quý vị trì chú. Nhưng mà tất cả đều làm một cái công thức để giúp cho mình tịnh cái tâm. Trì chú là gì? Là mình chọn một câu thần chú. Thí dụ mình chọn câu Án Mani Bát Di Hồng, hay là mình chọn câu Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, hay là mình chọn cái câu của chú Dược Sư: Án Bệ Sắc Thể, Bệ Sắc Thể, Bệ Sắc Xã Ta Một Ít Đế Xóa Ha, hay là mình chọn cái câu trong Đại Bi Chú: Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Chọn một câu đó, rồi mình ngồi tĩnh lặng, mình trì cái câu đó, mà miệng mình trì, tai mình nghe, tâm mình tĩnh lặng với âm thanh và cái lời tụng của mình. Bao nhiêu cái suy nghĩ mông lung nó vắng hết, nó bật hết. Và
Và lúc đó nó chỉ có mình với câu thần chú thôi. Thì câu thần chú đó giúp cho mình định tâm. Mà mình định tâm được qua một bài, một câu thần chú, rồi mình định tâm được qua một câu niệm Phật. Thí dụ quý vị ngồi, quý vị hít vào A Di, thở ra Đà Phật. A Di hít vào, Đà Phật thở ra. Mình ngồi 15 phút. Mình ngồi 15 phút cái thì mình tê chân, mình xả chân ra cho khỏe. Trong khi xả chân, câu niệm Phật vẫn đi theo với mình. Bất cứ mọi hành động mình cứ làm, nhưng mà hơi thở với câu niệm Phật vẫn duy trì. Hơi thở nó đâu có tê, chỉ có chân tê thôi. Cho nên tê chân thì mình thả lỏng ra cho nó giảm cái tê chân, nhưng hơi thở vẫn duy trì. Sau đó mình đứng dậy mình đi, chân trái A Di, chân phải Đà Phật. Hít vào chân phải, thở ra chân trái. Từng bước chân của mình phối hợp với hơi thở của mình. Mình làm như vậy mỗi ngày đều đặn. Ngồi cũng được, đi cũng được, niệm Phật cũng được, trì chú cũng được. Lâu ngày tâm mình nó thuần thục, lòng của mình nó tĩnh lặng xuống. Chuyện gì mình cũng nhẹ nhàng. Và cái sự bình thản của mình, bình thản đây không có nghĩa là mình gọi là thản nhiên, lạnh lùng trước sự việc, nhưng mà từ tốn giải quyết, lúc nào nó cũng hay hơn. Cho nên thận trọng thì tâm sẽ bình yên. Làm việc gì phải có thận trọng, đừng làm trong vội vã hấp tấp, đừng làm trong sự thiếu suy nghĩ, mà phải tư duy quán chiếu mỗi việc mình làm, mỗi câu mình nói. Cung kính thì thân sẽ được bình yên, nhân từ sẽ đắc tự tại. Nhân từ là gì? Là cái tâm từ bi của mình đối với mọi loài mọi vật. Pháp Hòa ví dụ, mình ở một cái nơi sông nước, có cua có tôm, dễ cho mình đi câu lắm. Và nếu mình thấy rằng mình không cần thiết phải ăn đến mức như vậy thì mình có thể giảm đi. Để gì? Để không có tổn thương cái lòng từ của mình. Và mình thường hay nói ăn để sống, ăn để sống. Nhưng mà ăn có chánh niệm mới sống, ăn không có chánh niệm vẫn chết như thường. Và thủy chung có chánh niệm cũng chết như thường, nhưng mà chết trong nhẹ nhàng, không có bị nghiệp lực nó lôi kéo. Đại chúng cứ nhớ, mình không tin tội phước, tội phước nó vẫn có mặt với mình. Tại vì cái đó là luật tự nhiên. Mình không tin nhân quả, nhân quả vẫn đến với mình. Chứ không phải là đạo Phật mới tin nhân quả. Tôi không phải đạo Phật, tôi không tin. Dạ không, nhân quả là một đạo lý của thế gian này. Anh làm lỗi, anh phải chịu lỗi. Anh trồng cái ớt là gieo nhân, thì trái ớt anh phải hưởng. Anh không phải, anh không nhất thiết phải, Phật không hề là cái người đặt ra đạo lý nhân quả. Đại chúng nhớ là nhân quả không phải do Phật chế, tội phước không phải do Phật chế, nhân duyên không phải do Phật chế. Nhưng mà tất cả những đạo lý đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã ngồi thiền và tư duy và phát hiện ra nó. Phát hiện ra trên thế gian này, trên vũ trụ này, trong cuộc sống này có những mối tương duyên, chứ không phải từ một duyên mà nó có được, từ một nhân mà nó có được. Ngày hôm nay chúng ta có mặt đây không phải là sự tương duyên sao? Pháp Hòa nhận lời mời của Prince Edward Island. Rồi từ cái duyên đó quý vị nghe, quý vị, cô Tuyết là người email tới cho Pháp Hòa chứ ai? Cô Thủy là người email cho Pháp Hòa chứ ai? Rồi chúng đó mà nếu mà chùa đây mà cho mình mượn thì mình mới được ngồi đấy. Rồi các vị mỗi người một tay làm mỗi việc, mình mới có mặt ở đây. Như vậy sự có mặt này dù chỉ có vài giờ đồng hồ, nhưng không có sự tương duyên, không có sự hợp tác của nhiều người, chúng ta không có mặt. Anh Vĩ là người phải chạy tuốt trên kia đón qua về. Rồi cô Hạnh phải lo chỗ cho quý thầy ở, nấu ăn cho quý thầy, vân vân. Như vậy Đức Phật là người phát hiện ra rằng tất cả mọi sự việc có mặt trên thế gian này không phải một mình nó có mặt,
Không phải một mình cái gì mà có được hết, mà phải có nhiều yếu tố trong đó. Một học sinh học giỏi, nhưng nếu không có những thầy giỏi dạy, học sinh đó làm sao phát triển cái giỏi được? Không có cha mẹ ủng hộ, làm sao học sinh đó yên lòng đi học được? Không có cơm ăn, không có áo mặc, làm sao chúng ta sống được? Bây giờ mình nhìn vào cơ thể chúng ta đây, chúng ta có cái thân này là do đất, nước, gió, lửa, chúng ta thường gọi là tứ đại. Nhưng mà nhà Phật nó là tứ đại giai không. Tứ đại đều là không. Tại sao? Tại vì đất không phải là mình, nhưng mà không có đất mình sống không được. Nước không phải là mình, nhưng mà không có nước mình sống không được. Hơi ấm không phải là mình, nhưng mà không có hơi ấm mình sống không được. Không khí không phải là mình, mà không có không khí mình sống không được. Như vậy, từ những cái không phải mình như là đất, nước, gió, lửa mà nó hợp lại, nó để duy trì cái sự sống của con người. Đấy, quý vị thấy là mình mượn, nãy giờ ăn cơm chưa? Ăn cơm chiều chưa? Đó là mượn rồi đó. Mượn chén cơm, mượn chén bún hồi chiều giờ rồi mới tới đây ngồi nè. Chứ thử không ăn, nãy giờ ngồi ẹo dữ lắm rồi. Có ăn rồi vững bụng. À, mình ăn xong rồi, 2 tiếng sau trả ra. Mượn một miếng nước mình uống, 2 tiếng sau mình trả ra. Trời nóng quá, mình mượn cây quạt để có gió. Trời lạnh quá, mình mượn cái áo để giữ ấm. Như vậy, ấm không phải là mình, chất ấm không phải là mình, nhưng không có chất ấm mình chết. Không khí không phải là mình, mà không không khí là mình chết. Cho nên mặc dù trong cái nhà thờ này mình ở đây đông người chật chội, nhưng cũng phải để một vài cánh cửa cho nó thoáng để mình có thể lưu xuất được cái không khí. Khi mình nhìn tất cả đều là sự tương quan, sự hợp tác của mọi thứ, thì mình sao? Biết cung kính. Phải không? Biết cung kính. Và chúng ta biết trân quý, biết sử dụng đúng. Vì vậy cho nên các vị mà người ta tập tu, người ta giảm duyên. Cái gì không có phù hợp với cái duyên tu người ta giảm bớt. Cho quý vị mà sống ở những cái thành phố nhỏ nhỏ về, yên lắng về cũng đỡ lắm. Không có những chỗ đi chơi, không có những chỗ để mình phung phí, thì thử ra đi làm, lo đi làm về nhà. Mấy đứa nhỏ nó cũng dễ học hành hơn. Còn ở những thành phố lớn quá thì sao? Nhiều chỗ đi chơi, không? Con nít tụ họp thì nó phải có cái sự lôi kéo. Thành thử ra bất cứ cái nào, ở môi trường nào nó có cái buồn thiệt, nhưng mà bù lại thì nó cũng có cái lợi của nó, là chúng ta không bị chi phối bởi những cái bên ngoài. Cho nên đại chúng để ý, mình sống là mình nhờ, nhưng mình lấy cái gì đúng thôi. Người tu mình ăn chay vẫn cần rau, hễ rau phải cũng sát sanh vậy. Cái cọng rau ta đang sống mình cắt vô mình ăn là cũng một sự sát sanh rồi. Nhưng mà sát sanh này so ra sát sanh một con cua, con tôm, con gà nó đang sống, cho ở đây mình cũng đỡ lắm. Ví dụ như mình ăn gà vịt thì ngoài chợ họ làm sẵn, mình không có thấy cái cảnh giết, mình không có khởi cái tâm, cái cách thức giết, đỡ lắm. Quý vị tưởng tượng thí dụ mình thích ăn gà sống rồi đó, bây giờ mình muốn ăn nó mình phải suy nghĩ cách nào. Ta bắt con gà làm sao, rồi cắt cổ nó làm sao, rồi nhúng nước sôi nó làm sao để nhổ lông nó. Một quá trình hành phạt một con người. Cho hồi xưa Pháp Hòa nhớ Sư bà Hải Triều Âm, sư bà giảng, sư bà Hải nói: quý vị nhìn kỹ coi có phải trong cái bếp của mình không phải là một nơi hành tội một người con người sao? Quý vị không phải là quỷ sứ cắt lưỡi của mỗi đành nè, đánh dãy nè, đập đầu nè, hay không, mổ bụng nè, vân vân đó. Mình nghe cảnh địa ngục á, cái cảnh địa ngục mà ta diễn tả một tội nhân xuống đó rồi hành phạt sao sao, nhìn kỹ nhiều khi một buổi chiều của mình là mình hành xác bao nhiêu. Đó là chưa nói, cho nên nó ở cái môi trường mình ăn uống, nó là tránh đi cái đó. Cho nên đề xướng ăn chay đó không phải tu hành thành Phật gì đâu.
Nhưng mà chúng ta giảm được cái duyên sát, và đồng thời mỗi ngày chúng ta ăn những món hiền lành, nó cũng trợ lực cho một phần trong cơ thể mình. Quý vị cứ tưởng tượng mình bỏ một cái nồi cua sống, trong khi mà lửa nó lên như vậy thì những con cua đó nó quào, nó cào cái nồi đó. Mình cứ tưởng tượng bất nhẫn ăn chi những cái món ăn mà nó khủng hoảng như vậy. Mặc dù đối với người thường người ta không thấy đâu, nhưng mình nhìn kỹ lại mình thấy tội. Pháp Hòa mà đi ngang chỗ nào mà thấy ta treo mấy con gà mà người ta làm rồi đó, là Pháp Hòa rùng mình, là tự nhiên mình giống như một con người nó treo cái cổ lên, nó xuôi bốn thai tan hai chân nó xuống. Lần nào đi chợ Hòa sợ lắm, không có dám nhìn. Mỗi lần mà đi ngang mấy cái chỗ đó là mình nhìn mấy cái con đó mình rung người mình lên. Cho nên là Pháp Hòa né, đi chỗ nào mà có mấy cái tiệm bán đó là né, không dám đi. Rồi đi thấy khó chịu. Rồi mình mới thấy một con mà mình cứ tưởng tượng là mình ăn cái gì cũng phải ngon, phải tươi hết đó. Cho nên mình phải tập làm sao trong lòng mình nó có cái lòng nhân, lòng từ. Mà đạo Phật là đạo từ bi. Phật tử mình ít nhiều phải thể hiện tâm từ. Thôi thì ăn thì thôi cũng châm trước đi ha. Nhưng ăn cái gì ta làm rồi đi. Đừng có ham mấy con cua sống, con tôm sống rồi cứ đi câu, đi vớt nó về. Hay là đi mua nó về ăn, mình bỏ vô nồi á, mình có nghe cái tiếng mà wow của những con cua trong nồi không? Đó, mình nghe được là mình biết nó đang gào thét ở trong đó đó. Đó, thành một cái cảnh địa ngục đó, mình tạo ra một cái cảnh. Cho nên quý vị thấy con nít ở đây, nó sanh đẻ từ nhỏ tới lớn đây, nó nhìn những cái hình ảnh mà đập chém rồi nó sợ lắm, tại vì nó không thấy đó bao giờ. Còn mình ở một môi trường mà hở là giác nhau, giác dao rượt nhau đó, biết nó bình thường. Đó, tại vì từ nhỏ nó thấy cảnh nè, cắt cổ gà nè, đập đầu cá nè, không, nó thấy cái đó quen rồi. Rồi đánh lộn, đánh lạo nè, đâm chém, nó thấy mỗi ngày. Cho nên riết cái, nó, họ coi bạn sống con người rẻ lắm. Còn mình ở đây là mình sợ, mình không thấy bao giờ. Cho nên con nít ở đây nó sợ lắm. Và vì vậy mà tại sao nó thương thú vật là vậy đó. Mà lại gặp ở đây một cái quốc độ mà người ta lại thương con thú nhiều nữa. Rồi kế cuối cùng là gì? Ngoài cái trưởng dưỡng tinh thần, nuôi dưỡng tâm từ, có một việc là đó là chúng ta luôn luôn duy trì sự lao động. Ngày xưa ở trong tổ Bách Trượng á, ở Trung Hoa đó, Ngài có đề xướng một câu như thế này ở trong cái quy luật nhà chùa của Ngài đó. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Thì cái câu đó bây giờ thỉnh thoảng được dịch ra no work, no food. Thì cái câu đó được ghi, thỉnh thoảng ghi trong chùa tạo hiểu lầm. Có nhiều Phật tử ta vô ta tự ái lắm. Ta không ăn. Hỏi sao không ăn? Thấy chữ không? No work, no food. Tôi không có work, tôi không dám ăn. Pháp Hòa nói không, đừng có hiểu lầm. Cái đó là bởi vì do một vị tổ, Ngài hiệu của Ngài là Bách Trượng, cho nên Ngài mới đề ra một cái quyển sách gọi là Bách Trượng Thanh Quy. Tức là những cái quy luật trong chùa do tổ Bá Trượng soạn. Quyển đó nổi tiếng. Các vị mà tu theo truyền thống Phật giáo Trung Hoa là phần lớn đều biết cái quyển đó. Thì trong đó đó, khi mà tổ lớn tuổi rồi đó, các vị thấy Ngài tổ Bá Trượng ngày nào cũng đem cây cuốc ra đi cuốc đất. Thì bữa nọ lúc Ngài 90 tuổi rồi, thì các vị mới đem cái cây cuốc đi cất đi. Sau đó rồi bưng mâm cơm vào, Ngài không dùng. Hỏi sao tổ không dùng cơm? Ngài nói bữa nay tôi đâu có làm gì đâu mà tôi ăn. Thấy không? Và chính cái câu đó, nhờ cái câu đó mà cái thời khó khăn ở Việt Nam á, tăng sĩ của Việt Nam nhờ câu đó mà sinh khí đời sống tu hành đó, nó không có bị ngưng trệ. Tất cả thiền viện, chùa viện lúc đó đề xướng câu đó để chi? Tất cả người tu, tu nửa ngày, làm việc nửa ngày. Sáng ngồi thiền tụng kinh xong, ăn sáng xong là cuốc đất, ra ngoài cuốc đất, trồng rau, làm tất cả mọi công việc để có nguồn tài chánh cho chùa. Có chùa làm nhang bán,
có chùa ủ tương hột bán, có chùa làm chao bán, có chùa làm xà bông, có chùa làm nước tương, mọi tùy theo mỗi chùa. Có chùa đi trồng rau rồi bỏ rau ra bán, có chùa làm đậu hũ bán. Mình không thể dựa dẫm nhờ vào tiền cúng dường thời đó nữa, tại vì người dân người ta còn nghèo mà ta có ăn, tiền đâu người ta cúng. Mà hơn nữa gặp thời loạn, thời khó, người tu không thể đi khất thực, thì tự người tu phải tự lực cánh sinh. Nó thể hiện được lúc nào cần làm việc mình sẽ làm việc, lúc nào mọi việc ổn định, có sự yểm trợ của thí chủ thì chúng ta yên lòng chúng ta tu. Quý vị biết theo truyền thống của Nam Tông, Pháp Hòa đến các chùa Tích Lan mà biết các sư ít nấu ăn lắm, tại vì ngày xưa là các sư phải đi khất thực. Ngày nay qua xứ lạnh rồi, mình có đi cũng ai cúng, đâu có ai quẩn đến nỗi trời lạnh mặc áo ra đi dọc dọc ngoài đường, có sư nào đi khất thực cúng dường không. Thì các thí chủ Phật tử của Phật giáo Nam truyền chùa Tích Lan á, các vị cũng không để cho chư tăng nấu ăn, bằng cách là các vị chia lịch ra hết. Một tháng 30 ngày là có đủ 30 gia đình tình nguyện nấu cúng dường. Pháp Hòa đến chùa Lào nè, chùa Campuchia nè, chùa Sri Lanka, người Tích Lan là Pháp Hòa biết cái việc đó, thấy cái lịch 30 ngày. Phật tử tại gia chia phiên nhau hết. Thí dụ trong đó là có thể có 10 gia đình, họ chia phiên hết 10 gia đình thì họ đáo lại. Thì một gia đình như vậy có thể nấu 2 lần, 3 lần trong tháng đó. Mà chư tăng Nam truyền là ăn trước 11 giờ trưa. Thành thử các Phật tử họ nấu xong rồi họ để sẵn, các thầy tự buổi trưa tự hâm lên ăn. Gia đình nào bận rộn ta nấu buổi chiều ta đem lên, mai sáng các thầy hâm, vì các sư cũng ăn có một buổi chiều, à buổi trưa. Thật là để đời sống yên lắng cho người tu, người ta tu tập. Còn ở như các nước như Thái Lan, Tích Lan này có truyền thống khất thực thì các vị đi khất thực. Còn ở đây không đi khất thực thì các Phật tử chia phiên nấu đem lên cúng dường. Cho nên cái sự lao động á, nó không phải là cái sự cực khổ, mà bởi vì chúng ta là một người sống hoạt động, chúng ta sinh động. Sinh là sống, mà sống là phải động, động là làm. Cho nên không có chuyện mà người tu là ngồi yên chỗ chờ ăn, mà người tu đều phải làm việc, mà tùy theo cái làm việc. Thí dụ Phật tử ta đi làm 8 tiếng ở bên ngoài, người tu vẫn làm việc 8 tiếng ở trong chùa, chứ không phải là không có làm. Vì đó chính là làm cho tất cả mọi người bình đẳng như nhau, và đều thấy được cái sự khổ nhọc. Mình có lao nhọc, mình mới thấu hiểu được cái lao nhọc của người. Và nhờ vậy cho nên dụ như con cái trong nhà cũng vậy, tập ăn cơm xong mình dạy con mình rửa chén. Hồi đó mấy chú tiểu, mấy thầy trong chùa Pháp Hòa bắt xuống rửa chén chia phiên hết. Tới bây giờ vẫn vậy, tới bây giờ các thầy trong chùa vẫn chia phiên. Mà bây giờ các thầy lớn rồi, biết nấu ăn rồi đó, là mỗi thầy sẽ nấu một ngày. Ở trên đó bây giờ từ thứ hai cho tới thứ sáu là mấy thầy chia phiên nhau nấu. Rồi các thầy nào không nấu ăn thì ăn xong rồi dọn dẹp rửa chén. Có một cái bảng đàng hoàng, ai làm công việc như là quét trai đường, quét cầu thang, ai lo chánh điện, hương đăng, xếp kinh, ai lo đổ rác. Ngày xưa còn đi học đó, là Pháp Hòa có trong danh sách luôn là làm thức ăn cho đi học. Một ngày làm 8 phần, 10 phần cho các thầy đi học với nhau. Mà hồi đó các thầy mới vào còn nhỏ, là một mình Pháp Hòa làm hết. Mà khi mà bắt đầu lớn biết chút việc rồi, chừng 10 tuổi trở lên là tất cả đều phải làm việc hết. Làm theo khả năng của mình. Nhỏ làm việc nhỏ, lớn làm việc lớn. Cho nên tất cả như vậy, nó mới có cái sự luân lưu, đồng cảm, đồng hành. Và đúng cái tinh thần của Đạo Phật là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là gì? Chúng ta phải hòa mình trong công việc để chúng ta mới có thể thực hiện được cái tâm hạnh lân mẫn gần gũi chúng sanh. Cho nên chồng cũng phải làm việc, vợ cũng phải làm việc. Mình cứ quan niệm là chuyện bếp núc, chuyện của vợ, chuyện của đàn bà, không phải.
các thầy trong chùa đó ai rửa chén ai nấu ăn, mà thậm chí có nhiều chùa là không cho Phật tử vô sinh hoạt vô bếp luôn, chùa lo hết, các thầy tự lo, Phật tử chỉ tới lo tu tập thôi. Như vậy mới thấy rằng cái tinh thần của đạo Phật không phải chỉ ngồi yên mà tu ha, mà cũng phải có cái sự linh động làm việc. Tại vì làm việc như vậy cơ thể mới có hoạt động, chúng ta mới đúng nghĩa của từ hoạt động. Hoạt là sống, động là moving, còn sống là còn phải làm việc, còn phải moving và làm việc. Thì đó, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng bốn điều của một ông cư sĩ để lại cho các con ở trong một cái di chúc của ông: thận trọng để tâm được bình yên, cung kính để được khỏe mạnh, nhân từ để được tự tại, lao động để được hòa mình. Mà có được như vậy thì mình mới thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, đạo Phật nó không có rời cái thế gian này. Một vị tổ nói: Phật pháp bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp tợ tầm thố giác. Phật pháp không rời thế gian mà có, gọi là Phật pháp bất ly thế gian giác. Muốn có sự giác ngộ không thể rời thế gian này. Ly thế mít bồ đề, chỉ cần mình lìa cõi đời này mà tìm đạo thì mình đã trịch bên, mình đã mít, tức là mình đã lệch một bên với cái bồ đề rồi. Khác nào đi tìm cái sừng của con thỏ. Con thỏ nó không có sừng, mình tìm sừng con thỏ không ra. Cũng như vậy, rời khỏi thế gian mà là tìm đạo Phật là không có. Nhân đây á, trong này có một câu hỏi nó cũng tương tự: tại sao xã hội càng phát triển thì sự ác độc của con người càng tăng? Thế giới này có thể diệt hết sự ác độc loài người không, hay sự ác độc vẫn tồn tại? Thưa đại chúng á, cái pháp mà làm khổ đau cho nhau, tổn giảm cho nhau thì kêu là pháp ác, chứ không có gì hết. Cho nên á, mình á, hết thì không biết, nhưng mà giảm có thể. Tại vì tự mình, mỗi người nỗ lực mình tu, mình phải tin, mình phải có một niềm tin lớn rằng nếu mỗi người cùng phát triển cái thiện thì cái ác nhất định phải giảm. Thôi bây giờ mình nói đơn giản đi, trong nhà của mình á, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều muốn phát triển cái sự tu tập hết, ngày nào cũng cùng nhau ngồi thiền, cùng nhau tụng kinh, thì chắc chắn rằng cái sự mà gọi là bất đồng hạnh không hạnh phúc nhất định sẽ được giảm. Khi mình nói đến nhân quả đó, mình nói đến ba đời lận. Tại vì có nhiều khi mình thấy tại sao người đó đời này họ làm thiện mà sau cuộc đời họ không thấy gì thiện đến với họ hết. Họ làm thiện thì họ lại gia đình họ gặp khó khăn, tai nạn, thậm chí bản thân người đó chết sớm nữa. Thì mình nghĩ là cuộc đời này có thật có nhân quả không? Giờ xưa đại chúng rằng những gì người đó làm thiện chỉ mới làm đời này thôi. Và những có những cái nhân mình tạo nó không thể có quả ngay trong đời này, mà có thể là thời gian sau. Tại vì quả báo là cái nói gì, cái nhân quả nó có hiện báo, hậu báo và sinh báo. Thế thì hậu báo là gì sao? Hiện báo là thí dụ mình trồng gì, cây ớt nè, cây cà nè, đó, trong vòng 1-2 tháng là có ăn. Nhưng mà có những cái cây nó đâu có ăn liền được, trong vòng 1 năm, 10 năm nó mới có trái, 5 năm mới có trái, như cây cam, cây bưởi, cây xoài, cây sầu riêng, thí dụ vậy. Cho nên có những cái nhân nó có thể có quả liền, nhưng mà có những cái nhân sau này nó mới có quả. Cho nên đừng vội thấy cái đó rồi chúng ta nói là không có nhân quả, có, nhưng mà cái quả nó ở về sau. Còn những cái gì chúng ta đang hưởng hiện tại nè, thấy không, là cái đó của nhân của quá khứ. Có ngày hôm qua, có ngày hôm nay, có ngày mai. Như vậy có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Kính bạch thầy, ý căn là gì? Ý căn có đồng nghĩa với thức ấm trong 12 nhân duyên và thức ấm trong ngũ ấm không ạ? Trước hết á, con người mình có 6 căn. Căn là gì? Căn là cái cơ quan. Căn là cái cơ quan. Thí dụ, cơ quan mắt gọi là nhãn căn. Cơ quan tai là nhĩ căn.
cơ quan mũi để ngửi là thiệt căn, cơ quan lưỡi để mình nếm là tỷ căn, à thiệt căn, lỗ mũi là tỷ căn, rồi xúc chạm là thân căn, nhận thức mọi việc là ý căn. Như vậy mình có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, cái đó chúng ta gọi là sáu căn, sáu cái cơ quan. Nhưng mà sáu cơ quan này nó sẽ tiếp xúc với sáu cái đối tượng của nó, thì cái đối tượng của nó gọi là sáu cảnh. Hiểu ý không? Thí dụ như con mắt thì phải có sắc để nhìn, lỗ tai thì phải có âm thanh để nghe, mũi thì nó có mùi để ngửi, lưỡi thì nó có hương vị để mình nếm. Cái gì nó có đối tượng của cái đó. Nhưng mà trong này có một cái ý căn là nó nhận thức. Ý căn là nó tiếp xúc với nhận thức. Và tất cả những cái hằng ngày chúng ta nói năng, nó tiếp xúc, rồi cái ý căn, cái thức đó, nó nhận thức, nó phân biệt, để nó nói lên vui buồn. Thì trong thập nhị nhân duyên á, có gọi là vô minh duyên hành, hành duyên thức, hành duyên thức. Thức tức là cái hành là những cái tâm hành, mà tâm hành nó tiếp xúc với cái thức, nó đồng với cái ý như vậy đó. Mà từ cái nhận thức đó đó, mà nếu mà nhận thức vô minh thì nó đưa đến khổ đau. Còn mình nhận thức nó như là, thí dụ như đây là hoa cúc chấm hết, nhưng mà mình lại thêm cái hoa cúc này đẹp hơn hoa cúc nhà chị hai, rồi cái chị hai được, chị nghe được, chị buồn. Tức là thường thường chúng ta vui buồn, thương ghét hàng ngày là do chúng ta có cái nhận thức và có cái so sánh. Nếu mà nhận thức nó như là thì nó khỏe hơn. Thí dụ như mình nhìn cũng con người đó đó, nói trời bữa nay sao xấu hơn bữa trước vậy, nhưng là tao buồn rồi. Thành thử ra cái nhận thức của mình đó, mà mình pha với cái vô minh vô đó nữa đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Cho nên đại chúng mới nhớ là trong giáo lý của Phật giáo á, nó không phải là cái đó, mà trong cái đó nó có cái kia nữa. Hành á là tâm hành, theo tạm gọi là hành động, mà nếu như hành động mà có vô minh là hành động gây khổ. Cho nên vô minh nó đứng đầu. Vô minh nó có thể đi với hành, vô minh nó có thể đi với thức, vô minh nó có thể đi với những cái khác. Thí dụ như lời nói của mình mà có vô minh là lời nói sẽ gây phiền não cho người. Lời nói của mình là cái hành động của mình mà có vô minh là hành động mình làm khổ cho người. Chứ mình tu á là mình nhận diện vô minh để mình chuyển vô minh ra minh. Đó, cái cách tu của Phật giáo là vậy. Tu là chuyển, chữ tu là chuyển. Thì tất cả những cái gì mình nhận diện nó tiêu cực á, trước hết là mình phải nhận diện tất cả những cái hình thái tiêu cực của nó, rồi từ đó chúng ta tu tập để chúng ta chuyển từ cái nhận thức đó ra cái trí tuệ. Cho nên tu tập là vậy thôi. Cho nên chữ tu là gì? Tu là chuyển. Mà chuyển gì? Chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là mình tập, mình huân tập riết nó thành cái nghiệp. Cái miệng mình là mắt thấy là phải nói, mũi ngửi là phải nói, tai nghe là nói. Thành thử ra mình bi gì cả ngày, mà mình bi gì hình ảnh như vậy đó, mình đem vô hết trong cái tàng thức của mình. Cho nên tối chim bao, rồi ấy mà mình lưu cái đó bằng một hình ảnh của thương nhớ, tối về ngủ cũng được, nhắm mắt lại người đó hiện ra trước mặt mình. Mà nếu mà cái hình ảnh của người yêu thì bắt đầu nhớ nhung rồi không ngủ. Còn nếu mà người đó là người mình ghét á, bực bội rồi khỏi ngủ. Cho nên rốt cuộc cái nào cũng mất ngủ hết, thành phiền não hết. Cho nên nhớ nha, phiền não không phải là ai chọc giận mới phiền não đâu. Bất cứ một trạng thái gì làm cho tâm không còn bình an như thường nhật nữa thì đó là phiền não hết. Thí dụ như giờ, hồi đó giờ mình chưa bao giờ ăn cái món bánh đó, tự nhiên ăn rồi không có, mình thèm ơi là thèm vậy đó, là biết rồi đó, nó phiền não rồi đó. Nhưng mà phiền não êm ái. Bạch thầy, nếu tụng kinh hay trì chú hàng ngày thì có bắt buộc phải chọn một khung giờ nhất định không? Không nhất định phải chọn một khung giờ,
Nhưng nếu mình có chọn một khung giờ thì vẫn tốt hơn. Tại sao? Tại vì khi mình chọn một khung giờ nghĩa là mình đã lập thành một cái thời khóa cho chính mình, và mình phải hết lòng đi theo cái thời khóa, để cái thời khóa nó lôi mình ra khỏi sự giải đãi. Trừ trường hợp cái công việc của mình làm giờ giấc nó không cố định, thì đi làm có khi mình đi làm về 7 giờ, có khi về 5 giờ, có khi về 9 giờ. Vì công việc làm hay là vì việc nhà, chúng ta có thể tụng kinh không đúng giờ là vì hoàn cảnh, nhưng chúng ta vẫn duy trì được sự tinh tấn của mình. Như bằng nếu chúng ta có thời gian quy định mỗi ngày vẫn tốt hơn. Tại sao? Chính cái thời gian quy định đó nó là cái lực để nó kéo mình dậy trong những giờ làm biếng. Nhiều khi tới giờ tụng kinh cái bắt đầu nó buồn ngủ, nó uể oải, hay là ai rủ đi chơi, đi shop gì đó. Mình nhờ có cái thời khóa không chị? 7 giờ em phải tụng kinh, thì mình tụng kinh. Cái thời khóa đó nó xếp cho mình vượt cái giải đại. Còn mình không có nhất định giờ giấc là vì hoàn cảnh thì nó khác. Mặc dù Phật giáo không có bắt buộc mình phải quy định giờ như vậy, nhưng mà đây là cái quá trình giúp cho mình tiến tu. Mình có tiến tu được, mình có tiến tu được hay không là do cái sự tinh tấn của mình. Làm sao để vượt qua nỗi sợ về cái chết? Chết rồi có gì nữa sợ? Cuộc sống mình á, nó không phải chỉ sợ chết không đâu, nhưng mà chuyện chết nó còn, nó sẽ đến, đừng lo. Thấy không? Thay vì á, mình lo về cái chết á, thì làm sao để mình sống an lạc mỗi ngày? Tại vì cái chết là chắc, cho nên gọi là chết chắc. Chúng ta thường nói vậy là chết chắc, và hãy động động cái chắc chết. Yên tâm là mình chết chắc, cho nên đừng lo việc gì rồi cũng là chắc chết. Cái chuyện mình chết là cái quả, hãy lo cái nhân. Là tại vì cái trước sau gì con người chúng ta cũng chết, nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta chết được bình an, nhẹ nhàng, chết mà không thấy có một sự tiếc nuối. Sở dĩ mình sợ chết là vì mình sống chưa an. Rồi nếu mình có an rồi thì không có sợ, tại vì an vui nơi này, an khắp mọi phương. Mình an được cái tâm, mình an được cái lòng mình rồi, đi hay ở chuyện nó không có phải quan trọng. Thí dụ Pháp Hòa ví dụ thôi, người có tiền trong túi rồi á, không có sợ phải trôi dạt về đâu hết, tại vì ở đâu mình có tiền mình vẫn sống được. Mình ví dụ vậy thôi. Mình mà có cái phước rồi á, không có cái hoàn cảnh khó khăn nào mà làm cho mình bị chùn bước hết. Cho nên ráng làm sao có được sự bình an của tâm, tạo được cái phước của đời sống. Phước qua ba nghiệp: thân, miệng, ý. Thân sát sinh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng nói dối, nói lời đâm thọc, chia rẽ, nói lời thô ác, mắng chửi, nói lời vô ích, dụ dỗ. Tâm ý của mình có ba là tham, sân, si. Tất cả lỗi lầm do ba nghiệp thân, miệng, ý. Mà ba nghiệp này nó tạo ra 10 lỗi: thân 3, miệng 4, ý 3. Cho nên mình chuyển được 10 cái nghiệp ác ra thành 10 nghiệp thiện thì không có gì phải sợ cả. Còn nếu nói chết, Đạo Phật nói có hai loại chết. Khi nào mình tắt thở, khi nào mình tắt thở mình chết, cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Đó, thế nào rồi cũng sẽ tới giây phút đó. Nhưng mình phải có một cái thay đổi hiện tại là biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử là gì? Là hiện nay chúng ta đang sống đây, chúng ta hãy làm thay đổi, xê dịch, đó là dời đổi những cái tâm tánh kỳ cục của mình, những cái cách sống làm khổ mình, khổ người. Hãy nên thay đổi những cái đó, để những cái đó nó chết đi. Và cuộc sống rất cần những cái chết này. Thí dụ một người đó luôn luôn nói chuyện ra là rất là cọc cằn, khó nghe, thay đổi cái đó đi. Vợ con được hạnh phúc, người thân xung quanh thoải mái. Ồ, sao bây giờ cái ông đó, ông không còn vậy nữa ha,
cái ông như vậy đó chết mất rồi. Bây giờ cái ông bây giờ là một ông đã thay đổi. Quý vị thấy mình tu là mình thay đổi. Mình không tu thì mình vẫn y chang vậy. Còn mình tu sao mà mình còn hơn vậy nữa chắc chết. Đâu, mình tu phải có thay đổi chứ. Tu phải có hồi xưa mình cọc cằn khó chịu, bây giờ mình nhẹ nhàng dễ dãi. Cái đó mới là đúng. Cho nên hồi xưa mình đi chùa mình không biết gì hết, mình dễ thương lắm. Ai nói gì mình cũng mô Phật dạ nghe hết. Tới hồi biết được chút rồi không ai sống nổi với mình hết. Tại vì xung quanh ai làm gì cũng trật hết á. Vô người ta mới đứng sáng nó không được, đứng về cũng đúng. Sáng về cũng được. Ta đi đâu người ta làm cái gì mình cũng đi theo. Mình thấy người này làm đúng, người kia làm trật. Rồi mình thấy làm về tội, làm kia tội. Cái tự nhiên mình biến người ta vì thối tâm. Và người ta sẽ nhìn đạo Phật bằng một cách là: thôi hồi xưa tôi không đi chùa, tôi ít tội. Bây giờ đi chùa rồi tội nhiều quá, xài dây chùa thấy gì cũng tội hết. Đã rồi không thôi, còn không thôi thì hù người ta gì biết không, tổn phước. Đừng làm vậy nghe, làm vậy tổn phước. Rồi đó, thôi tôi ở nhà đi, tại hồi đó tôi chưa tu phước tôi không tổn. Giờ đi chùa tôi đi càng bị tổn phước. Tổn phước đi. Ví dụ như cái gối tôi có thầy quỳ lại Phật, người ta không biết, ta lên người ta ngồi. Đi xuống tổn phước chết. Rồi nó mới leo lên nó tổn phước hết 5 phút rồi đó. Rồi xuống nó lấy cái ly nước nó uống, cái giật cái ly là ly của thầy uống tổn phước chết. Mà Phật giáo đâu phải vậy. Phật giáo không phải mấy cái đó. Thành thử ra không phải đụng chuyện gì rồi cũng tổn phước, người ta không biết. Thí dụ mình là người nhẹ nhàng mà hiểu biết, người ta lỡ ta uống phải không, cứ để ta uống bình thường đi, không có sao hết á. Rồi bữa khác mình ta uống rồi mình lấy mình rửa. Mình đừng làm cho người ta khó chịu trong khi mà người ta đang uống nước đó. Không chừng ta không tổn mà mình tổn nữa. Mình làm cho người ta bị khó chịu, bị quê cơ. Ta đang uống gì cái giật ly lại, nói ly của thầy uống tổn phước chết. Hiểu không? Thành thử ra đừng có để mấy cái đó. Nó làm cho cái rối ren trong cái cuộc đời tu tập của chúng ta. Thật ra cứ như vậy đó, làm sao chúng ta đi ngọt ngào được. Đó, chúng ta cứ bận rộn coi đứa nào ngồi niệm Phật đúng không, ta tổn phước chết. Bận rộn mấy chuyện đó quá. Lẽ ra là chúng ta không nên cần có. Tu là giải thoát, mà giải thoát là gì? Giải là mở, thoát là vượt. Giải mở những cái gút lăng tăng đó để chúng ta tâm tư chúng ta thoát ly được. Cho nên giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân và giải thoát hoàn toàn. Thí dụ giải thoát hoàn cảnh là sao đó. Bây giờ quý vị đã đến đây, nó không giống như hồi mình ở Việt Nam nữa. Ở Việt Nam bước ra ngoài một cái là thôi đồ ăn đầy đường, nói được ngôn ngữ của mình, ăn uống thoải mái, đi đâu cũng thoải mái và rẻ nữa. Thí dụ vậy. Giờ qua đây rồi khác biệt hoàn toàn. Nhưng mình đã chọn qua đây rồi vì mục đích của mình là con cái gia đình. Thôi thì bây giờ hãy giải thoát hoàn cảnh đi. Tối ngày cứ so ra ngồi cửa, sao nơi này không giống nơi kia. Ủa, nơi này sẽ giống nơi kia được. Cứ như vậy hoài thì không giải thoát hoàn cảnh. Rồi tự thân không thể giải thoát. Nước tương dở ẹt à, Việt Nam nước tương ngon. Không có thể nhẹ nhàng đứng giữa chai nước tương đó. Bây giờ có nước tương ăn là đỡ rồi đó. Ngày xưa không có nữa kìa. Không? Hồi xưa là chỉ cần có một chai nước mắm ăn thôi là đã hạnh phúc rồi. Bây giờ đủ hiệu hết trơn rồi, bắt đầu chê. Nước mắm này không bằng nước mắm kia. Nước mắm kia không bằng nước mắm nọ. Hồi đó qua đây á, trời kiếm cái áo tràng mặc không ra. Người ta may tùm lum tà la mà kệ, cứ tròn vô, miễn có cái áo lam lam khoác lên người lễ Phật. Bây giờ ha, tôi không thích mặc áo này mai không đẹp. Tôi không thích vải này mặc nó nhăn. Đó cũng mình hết. Cho nên phải giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân. Rồi khi nào hoàn cảnh và tự thân không còn ràng buộc, giải thoát là gì? Không ràng buộc những cái râu ria đó. Cái đó gọi là giải thoát hoàn toàn. Vậy có cần đợi chết mới giải thoát không? Không. Nếu mà đợi tới chết mà giải thoát không chắc. Tại vì hiện tại chưa gieo cái nhân giải thoát. Mình phải gieo cái nhân giải thoát ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đây. Đó,
giải thoát những cái chuyện xung quanh nó xảy ra mỗi ngày đó. Chứ đâu phải giải thoát là đợi chết đâu. Chữ vãng nghĩa là gì? Vãng là đi đến. Sanh là gì? Là một cuộc sống mới. Đi đến một cuộc sống mới là vãng sanh. Hồi đó mình ở cái chỗ khổ, bữa nay mình được vãng sanh qua chỗ sống tốt. Ngày hôm qua Pháp Hòa ở Charlottetown, bữa nay vãng sanh xuống Halifax. Vãng sanh là mình đi đến một cuộc sống khác thôi, chứ đâu có gì đâu. Cho nên đừng đợi chết mới vãng sanh. Không phải chết mới vãng sanh, mà mình phải vãng sanh ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đây. Cho nên niết bàn, giải thoát, vãng sanh, thiên đường, địa ngục, nó không ở đâu hết á. Nó ngay trong cuộc sống của chúng ta. Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si mê là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Tiếng Phạn là nirvana. Nơ là no, vana là negative. Khi nào mình sống không còn negative, nó là niết bàn. Như vậy niết bàn không phải là cái destination để chết tới, mà niết bàn là một trạng thái của tâm. Khi tâm mình có được tĩnh lặng bình an, tâm đó là tâm niết bàn. Cho nên niết bàn là một danh từ để nói đến cái trạng thái tâm, và được định nghĩa qua bốn chữ: thường, lạc, ngã, tịnh. Cuộc sống này nó vô thường, nhưng tâm mình bình thường. Cuộc sống này luôn luôn bất thường, tâm chúng ta cũng bình thường. iPhone nó có ra rần rần, mình không cần thiết cũng bình thường. Chứ không phải nó ra cái nào mình đổi cái đó. Mà khỏi có biết bấm tắt không? Dạ không. Vậy thôi đổi chi. Trời ơi, cái nào cũng ra hết, mà chỉ có cái nút on off cũng không biết nữa. Đi vô trong hội chúng mà ta nói xin mở dùm cái chế độ rung, mà thậm chí người ta kêu gọi sùm xin nhớ tắt phone hoặc chuyển chế độ rung, vẫn ngồi tỉnh bơ. Rồi lát sau điện thoại nó reo, chết tè. Chết cha. Rồi thôi lục lạo cái phone đi kiếm. Mà trong khi đó người ta gọi kêu rần rần, người ta kêu đi tắt, ngồi tỉnh bơ như thiền định. Và mình cảm thấy hình như tôi tắt rồi. Rồi có nhiều người còn niết bàn hơn nữa, tự tại hơn nữa. Alo, má đang ở trong chùa nè con. Trả lời phone ngay tại chỗ luôn. Đó, thành thử ra mình mới biết rằng niết bàn là gì? Là thường. Thường nghĩa là cuộc sống luôn luôn bất thường thay đổi, nhưng tâm vẫn bình thường. Những cuộc chạy đua của thế gian mình không cần thiết, mình vẫn bình thường. Đó là niết bàn. Một chữ thường. Con người có vui có buồn với mình, gặp mình chào hay không chào, mình vẫn giữ cái cung kính của mình là chào. Mình mới là thường và lạc. Tôi bực nó ghê vậy đó. Hồi sáng nó gặp tôi nó chào. Chiều nay nó gặp tôi nó không ngó. Bởi tôi ghét tôi đâu ngó lại. Rồi mình bất thường và mình không lạc. Người ta chào mình hay không chào mình, đó là cái bất thường của người ta. Nhưng mà mình có bất thường theo họ không? Nếu mình không bất thường theo họ là mình thường. Mình vẫn giữ cái thái độ vui vẻ để cung kính để chào, gọi là lạc. Ngã là gì? Là tự tại trước mọi hoàn cảnh. Tự tại trước mọi hoàn cảnh. Người mình có làm việc đó cho ai, mai mốt người ta không nhớ mình, mình cũng ngã. Ngã là tự tại. Cho nên Đức Phật á, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Cái tượng đản sanh, mỗi lần Phật đản mình đi chùa đó, cái mình hay thấy người ta để câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vậy thì chữ ngã trong chữ đó là cái ngã này nè, là cái ngã của niết bàn, là cái ngã của tự tại, chứ không phải ngã là tôi, là me, là my. Cái gì của tôi là cái đó còn khổ.
Tại vì cái gì mà thật sự trên đời này có gì của mình không? Không. Cái người yêu còn không phải của mình nữa, chứ đừng nói là ai. Mình cũng không phải là của mình nữa. Nó muốn chết giờ nào nó chết nè. Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh nè. Chứ mình đây là cái thân này còn không phải thật của mình nữa, chứ có ai của mình. Chứ không có cái gì là mai hết. Nói cho vui trong chữ nghĩa thường nhật, qua lại giao tiếp thôi. Chữ ngã trong này là tự tại không ràng buộc. Thường, lạc, ngã. Còn tịnh là gì? Tịnh đó đối lại với bất tịnh. Nghĩa là những thay đổi, những cấu bẩn của thế gian, của con người, của sự việc. Chúng ta giữ được đúng bốn thái độ: thường, lạc, ngã, tịnh. Và bốn chữ đó chính là định nghĩa của chữ Niết Bàn. Tết nhất quý vị gửi lời chúc cho nhau. Con kính chúc bác bước sang năm mới hưởng được bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn nếu mình nói gọn là con kính chúc bác bước sang năm mới hưởng được bốn đức Niết Bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Còn nếu nói đầy đủ chữ: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn nếu mà ai nói gọn hơn: chúc bác năm mới luôn luôn có Niết Bàn. Trời ơi, nó trù tôi chết. Tại vì mình cứ nghĩ sao Niết Bàn là chỗ đi tới, mà không phải chỗ mình muốn tới sao? Thì ta chúc mình sớm về coi đó. Người ta ghi tên mình vô danh sách cầu siêu, mặc dù mình còn sống sờ sờ đây nè, cũng ngã luôn, tự tại luôn. Tại sao? Siêu là siêu phiền não. Tại sao chúng ta không an? Tại vì chúng ta phiền não nhiều quá. Bây giờ siêu được phiền não thì an. Cho nên nếu nói cho đúng là cầu siêu rồi mới tới cầu an. Cầu cho mình siêu phiền não thì mình liền được an. Cho nên chữ cầu an nghĩa là nguyện cho mình an. Cầu siêu là nguyện cho mình vượt phiền não, vượt những sự chấp trước. Vậy thôi. Còn tạm thời thế gian trong chùa thì người ta định nghĩa, ta quy định cầu siêu là cầu người chết, cầu an, cầu người sống. Chứ thật sự cái đó chỉ là một cái danh từ tạm để chúng ta phân biệt. Chứ còn đúng nghĩa là mình cũng phải cần cầu siêu nữa. Sống mà không có siêu cái gì hết, cái gì cũng dính mắc hết, thì làm sao chúng ta an cho nổi. Con hay nằm mơ thấy tai nạn và người chết, đám ma của người thân bạn bè, thậm chí có một người quen lâu rồi không gặp. Con rất sợ hãi, bình thường con vui vẻ và không trù ẻo hay gì xấu cho họ. Hỏi con không hiểu vì sao lại như vậy. Nếu mơ thấy ác mộng vậy con phải làm sao? Nói với nó không muốn thấy nữa. Mình nghĩ vậy nè. Mình cứ nghĩ á, hồi đó trong cái quẻ dịch á, nó có một câu vậy nè: thủy giả tài giả, nước cũng là tiền. Mình nằm chiêm bao mình thấy xấu là tốt, cho nên mình thấy đám tang là tốt. Rồi mình thấy mình té vô đống phân sắp trúng số. Mình cứ nghĩ tốt đi. Thí dụ như quý vị sợ chụp hình ba người, tại vì mình cứ nghĩ cái mặt xấu không à. Hỏi ba là xui, mà hỏi giải thích cái ba đó là gì nói không được. Như thay vì mình nói ba là xui, tại sao mình không nghĩ ba là hên? Tại vì ba là tam bảo, Phật Pháp Tăng. Ba là đa tài, đa phúc, đa thọ, phước lộc thọ. Ba ông phước lộc thọ đó, ông cũng đứng đó, mà đứng hoài có ai chết đâu. Rồi Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba tượng đó, gọi là Tây Phương Tam Thánh đó. Rồi trong các chùa mình thờ giữa Phật Thích Ca, hai bên Quan Âm, Địa Tạng, tất cả các vị đứng ba hết, mà mình lại muốn chết luôn. Còn mình giờ đứng ba sợ. Có nhiều khi chụp hình hết giờ rồi mà cứ đừng chụp ba, đừng chụp ba. Pháp Hòa nó đừng lo, em đứng giữa. Thôi vậy em lãnh cho. Hết giờ rồi mà cứ đứng, đừng chụp ba, đừng chụp ba.
Đừng có sợ mấy cái đó. Đạo Phật không có sợ mấy cái chuyện vớ vẩn như vậy. Đạo Phật không phải nằm ở trong mấy cái chuyện ba bốn đó. Mà tại sao tâm tư của chúng ta tối ngày cứ nghĩ đến cái chiều xuống mà không nghĩ đi lên? Thí dụ có một câu chuyện thiền nè. Có cái ông đó, ông ta cũng khoe, ông nói bạch hòa thượng, lúc này á, con ngồi thiền, con tu tập giỏi lắm, để ông thế này thế kia, ông nói đủ thứ. Cái hòa thượng nói mô Phật, vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận lên, tôi không phải là con người là con gì? Cái hòa thượng nói thì ông không phải là con người, ông là Phật. Cái ông nói vậy sao ông nói sớm? Tại vì thường thường mình nghe mà ta nói câu mình không phải là con người là mình nghĩ mình là gì, là chắc ông chửi tôi là con chó con mèo vậy, phải không? Mà mình không biết rằng ngoài con người, con chó con mèo, nó có ông Phật. Hiểu ý không? Thì nói, ông phải là con người, tôi là con gì? Thì ông là ông Phật. Tại ông khoe, ông hết tham, hết sân, hết si, hết phiền não. Hiểu ý không? Có một ông kia, ông cũng tự cao tự đắc lắm. Ông tới ông gặp hòa thượng. Hòa thượng, tôi nghe người ta đồn á, ai cũng nể cả ông, ông nói ai cũng nghe phải không? Tôi hả? Không bao giờ tôi nghe ông. Nói vậy xong cái là mồ Phật, đạo hữu xích lại đây tôi nói này cho nghe. Cái ông xích lại chút. Cái hòa thượng đấy, xích lại đây tôi nói cho nghe. Xích lại chút. Ông ngồi xuống đây tôi nói cho nghe. Cái ông ngồi xuống, mồ Phật, ông nghe tôi rồi. Hiểu chỗ đó không? Rồi chừng bị mấy ông hòa thượng gạt nghe không? Làm sao để vượt qua phiền não khó khăn trong hôn nhân công việc kinh doanh? Em chưa có hôn nhân. Em không biết. Em không biết. Không sao, em mở dịch vụ mà. Thật ra đó quý vị nên nhớ là khi mình chấp nhận một người đối phương nào đó để mình chấp nhận sống chung, và mình thường nói với nhau là mình tìm một người bạn đời, người bạn này sẽ cùng với mình đi suốt cuộc đời này. Và mình thường gặp ai mình cũng khoe rằng đây là nhà tôi, my home. Tiếng Việt Nam có nhiều từ gọi vợ chồng rất là thân thiết. Nhà tôi, bà xã, ông xã. Sống sao mà sanh nguyên một đầy con, nguyên làng, nguyên xã nhau. Như vậy mình chấp nhận người đó không phải chỉ là một người tình theo nghĩa của thế gian thông thường. Từ cái đó nó đưa cái cuộc sống vợ chồng đi xa hơn, có nhiều cái ân tình hơn, và lâu năm nó thành ra cái nghĩa gọi là tình nghĩa. Mới đầu mình gặp nhau mình sống bằng tình thôi, tình của người nam và người nữ. Nhưng sống lâu ngày rồi thấy cái nghĩa nó sanh. Khi mà mình hết duyên với người đó, mình gọi là vợ chồng á, mình cảm thấy là mình không hợp với người đó nữa, nhưng mình hết duyên, nhưng mình nhìn xuống chút nữa thì mình thấy là duyên mình giữa với người này còn là giữa con cái. Cho nên đôi khi á, đừng có vì cái chuyện vợ chồng không hợp nhau mà ly dị. Chúng ta cắt cái duyên này ở trên, nhưng rồi cái duyên dưới này chúng ta cắt luôn thì tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Có đôi vợ chồng Việt Nam á, tại sao chúng ta vẫn sống chung được tới già là đâu phải không gây đâu, nhiều khi gây còn hơn nữa. Nhưng mà cái nghĩa nó bao bọc. Và người Việt Nam mình có cái hay nữa là mình biết nhìn nhiều cái đoạn của cái duyên. Duyên này là duyên vợ chồng, duyên này là duyên con cái, duyên người thân, cho nên giữ được. Cho nên trong hôn nhân á, không bao giờ mà không có những vấn đề. Vì mình ngồi lại, mình nhìn cái vấn đề hôn nhân này, những khó khăn này nó xuất phát từ đâu, để đi tìm ra được cái nguồn cội. Tại vì bất cứ một cái problem nào nó đều có
có cái nguồn cội và nó đều có cái cách để giải quyết hết. Tại vì trong đó có mình mà cũng có người. Nếu mình muốn cuộc hôn nhân này được tiếp diễn trong hạnh phúc, trong an lạc, thì mình phải có phương pháp. Thương chưa đủ, phải hiểu. Thương phải có hiểu, không có hiểu không có thể duy trì tình thương lâu. Cho nên từ bi phải có trí tuệ. Không, trong từ bi không có trí tuệ thì từ bi này sẽ trở thành ra dại dột, bi lụy. Nhưng mà nếu từ bi không, trí tuệ không mà không có từ bi thì khô khan. Cho nên trong từ bi phải có trí tuệ, trong trí tuệ phải có từ bi. Vì vậy mà không phải riêng một cuộc hôn nhân mà tất cả mọi hình thức kết hợp, thầy trò nè, anh em nè, bạn bè nè, đối tác làm ăn nè, nếu chúng ta mà không có những cái phương thức uyển chuyển, linh động, ôm ấp. Cho nên trong cái tình của tất cả đó, nó có rất nhiều những cái gia vị trong đó. Bao dung, tha thứ, hy sinh, nhẫn nại, rất nhiều, để nó có thể duy trì mọi cái mối quan hệ trong cuộc sống. Không có những cái đó, nó không ra cuộc sống đâu. Cũng giống như quý vị nêm thức ăn mà chỉ một thuần một chất muối thì cũng không ngon. Hay là thuần một chất đường cũng không ngon, mà phải có muối, có đường, có tiêu, có ớt, có ngũ vị hương, có cà ri, có bột nghệ, đủ các gia vị và tùy theo các món. Thì Phật giáo, Đức Phật dạy chúng ta cũng vậy. Trong cái tình yêu là một sự xây dựng, mà sự xây dựng này đâu phải chỉ xây dựng rồi để đó, mà xây dựng này phải có bảo trì, phải có maintenance. Cho nên mình gọi là xây dựng, mà là đây là một cái construction. Nhưng mà không có maintenance, nó sẽ destruct, tức là nó sẽ tiêu hủy, nó sẽ tan biến. Construct, maintenance, otherwise destruct. Không? Xây dựng, bảo trì, không thôi là nó sẽ hư sụp. Không phải chỉ riêng trong vấn đề tình cảm vợ chồng, tất cả mọi thứ tình cảm. Tại vì con người là sống bằng tình và cảm. Tình là cái thay đổi, nhưng mà cảm là cái thông. Cho nên cảm rồi mới thông, thông rồi sẽ cảm. Cho nên mình không cảm thì không thông, mà không thông thì không thể cảm, chứ gọi là thông cảm hay là cảm thông, nó đều hỗ trợ. Cho nên những phiền não nhất định phải có, nhưng quan trọng là chúng ta có phương pháp. Thông qua hay thưa với đại chúng, có Phật pháp là có phương pháp. Phật dạy rất nhiều những giáo lý để chuyển hóa những tâm hành khó chịu của mình, để làm sao ôm ấp được những người xung quanh, chứ không phải chỉ riêng vợ chồng con cái. Có dịp quý vị mở kinh Kinh Thiện Sanh ha, bấm lên internet đó. Phật dạy Kinh Thiện Sanh. Và nếu quý vị mở bài kinh đó ra, quý vị đọc xong rồi nghe những bài giảng dạy về Kinh Thiện Sanh, rồi đọc luôn cả bài Kinh Hạnh Phúc hay là Kinh Phước Đức. Con người sinh ra là mang tội, kiếp người ai cũng mang tội. Con thấy chỉ có đi tu, con người sẽ từ từ hết tội. Nhưng một điều, muốn có một cuộc sống thì kinh doanh đi hoặc đi làm. Nhưng trong nhà Phật không cho phép mình kinh doanh đi làm. Nói oan cho Phật. Phật đâu có biểu mình không được đi làm, không được kinh doanh. Nhưng mà kinh doanh có đạo đức, đi làm có đạo đức. Kinh Thiện Sanh có dạy đủ hết. Quý vị về bấm cái bài kinh đó đọc. Đọc không chưa hiểu, tìm những bài giảng. Đức Phật có dạy, Pháp Hòa có soạn một cái bài kinh mà do Phật dạy. Nghĩa là mình muốn kinh doanh, muốn làm giàu, thì chúng ta sẽ kinh doanh và làm giàu trong cái đạo đức. Quý vị nhớ, Phật giáo có hai cái giáo lý. Có những người, người ta không thích cõi ta bà này nữa, tại cõi ta bà này khổ lắm. Người ta muốn sanh về cõi cực lạc, Tây Phương, cho nên Phật dạy người đó tu tập như thế nào, để khi họ xả bỏ cái thân đời này,
họ sanh về cõi an lạc tịnh độ của Phật. Nhưng cũng có những người, người ta vẫn còn thương thích thế gian này, thì Phật sẽ dạy cho họ tu tập như thế nào để họ vẫn trở lại cõi đời này mà đúng theo nhỏ. Ai ở đây đọc kinh Dược Sư sẽ biết chuyện đó. Người giàu có, muốn quan chức, muốn địa vị, muốn cầu con trai, con gái, cầu tất cả mọi cái phương pháp của thế gian. Nhưng Phật đều dạy cái phương pháp tìm những cái việc mình muốn đó qua con đường đạo đức. Đại chúng nhớ, đạo Phật không hề cấm cản chúng ta làm những gì để chúng ta có được cuộc sống. Nhưng Đức Phật có một điều rằng, dạy chúng ta luôn luôn phải có đạo đức trong mọi việc làm của mình. Thí dụ Đức Phật dạy làm ăn buôn bán nhưng né tránh có những công việc không nên làm. Thí dụ như buôn bán súng đạn, buôn bán những chất độc tố, buôn bán những thứ nghiện ngập như là xì ke, ma túy, rượu chè, bia rượu, thì Đức Phật dạy chúng ta đừng nên. Và thậm chí buôn bán người, tổ chức những chỗ mại dâm, những cái nơi mà làm điều bất chánh, tổn hại đến con người, vân vân, Phật không cho làm mấy việc đó. Còn cái chuyện quý vị đầu tư kinh doanh bình thường, thậm chí Phật còn dạy người có tài sản phải biết chia tài sản, tiền của mình ra 5 việc. Trong đó có một việc là đầu tư làm ăn, rồi để dành một phần để dưỡng già, hữu khi hữu sự. Rồi Phật còn dạy mình phải giúp đỡ người thân, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ người thân, phụng dưỡng cha mẹ, bố thí làm lành. Phật dạy rất nhiều. Rồi trong đó Phật dạy có một bài kinh khác, Phật dạy đó, một người cư sĩ có 4 cái điều an lạc. Trong đó tiền của làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình là một điều an lạc. Tài sản mình có được sử dụng một cách chân chánh là an lạc. Có nhiều người làm cực mà xài bẫy, không? Cho nên Đức Phật dạy làm cực là một an lạc, mà xài đúng là một an lạc. Cái thứ hai, một cái an lạc nữa là sống không có tội lỗi, không làm những điều tội lỗi là an lạc. Cho nên đọc trong kinh Phật rồi mới thấy là Đức Phóng Hoa nói với đây là Đức Phật là luôn luôn hướng về con người mà hướng dẫn, chứ Đức Phật không có dạy gì khác đâu. Mà khi mà chúng ta sống trong đời sống này á, chúng ta có những an lạc hiện tại rồi đó, đừng lo chuyện vãng sanh của chúng ta, nhất định thôi. Tại vì cái nhân mình như vậy thì nó sẽ là an lạc của cái đi lên thôi. Còn thí dụ như nếu nó có tái sinh lại cõi này đi nữa, chúng ta không rơi rớt vào những cõi khổ. Cho nên luân hồi là gì? Không cần phải chấm dứt luân hồi nữa. Luân hồi là sự trở lại. Nhưng nếu chúng ta không khổ đau vì sự trở lại thì đó là sự vượt thoát khỏi luân hồi. Không khổ đau với những cái bình. Thí dụ có ai mà đi đường mà đèn đỏ mà ngồi khổ không? Bình thường thôi, là mình biết đây là cái luật đi đường. Cho nên mình những cái gì trong cuộc sống này, giống như đói phải ăn mà ngồi khóc không, chờ tôi đói tôi phải ăn tôi khổ ghê vậy. Đói thì ăn, khát thì uống, cuộc sống nó bình thường như vậy. Cho nên cũng đừng có nghĩ rằng, thí dụ mình nói là con người mang sinh ra là mang tội đó, không phải là tội, đúng hơn là chúng ta đều có cái nghiệp của mình. Quý vị về á, mở lại cái bài giảng của Pháp Hòa, nghiệp cũ, nghiệp mới, cái bài giảng nó tựa vậy đó. Thì khi mà cái bài kinh đó, đó Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta có mặt, chúng ta đều có 2 loại nghiệp, đó là nghiệp cũ. Nhưng mà từ cái nghiệp cũ này á, một là chúng ta tu tập để chuyển hóa, còn không khéo chúng ta tạo thêm nghiệp mới. Rồi cũng cái nghiệp cũ đó mà chúng ta khéo tu thì từ nghiệp cũ này nó chuyển và nó sanh phước. Pháp Hòa ví dụ nè, mình có con mắt, nhưng nếu chúng ta dùng con mắt để nhìn người và cảm thông cho người, để thương yêu người, thì mắt này tạo ra phước chứ. Nhưng nếu mà chúng ta có con, xin lỗi, nếu chúng ta sinh ra con mắt chúng ta nó không bình thường, nó hư, mà chúng ta còn không biết nhìn người bằng cặp mắt thương yêu đó, mà còn phán xét, còn soi mói người, thì cái nghiệp cũ này nó chồng theo cái nghiệp mới nữa. Còn nếu mà chúng ta từ cái nghiệp con mắt này mà chúng ta biết nhìn người bằng một cặp mắt thông cảm, thương yêu, thì nó chuyển nghiệp, nó tạo phước. Thế thôi. Bàn tay này
có thể làm ra hàng ngàn hàng tỷ việc chứ không phải việc lành, nhưng cũng bàn tay này có thể tạo nên những điều bất như ý. Quý vị có nhớ Tôn Ngộ Không không? Biết không Tôn Ngộ Không phải không? Có nhớ một cái lúc nào đó là bị một cái nạn đó, Tôn Ngộ Không dứt một cái lông khỉ ra, thổi cái phù cái nó ra cái nhà, thổi cái phù nó ra cái con khỉ khác không? Cái chỗ đó để nói lên cái ý gì? Người biết ứng dụng uyển chuyển, gặp lúc nguy cơ một sợi lông cũng có thể làm ra việc, hướng dẫn chúng ta. Gặp cái thời khó khăn, cơm không đủ ăn, chỉ có một bát gạo, chúng ta nấu cháo. Cháo đặc không được, nấu cháo loãng, để làm sao duy trì sự sống cho mọi người. Pháp Hòa nghe kể rất nhiều việc đi vượt biên, lên trên tàu mà khó khăn, lúc đó mỗi người chỉ được một giọt nước thôi, mấp mấp trên miệng để duy trì sự sống thôi. Lúc đó không phải là một sợi lông khỉ là gì, không? Khi nào chúng ta có uống thì cứ thoải mái, nhưng có những lúc chúng ta chỉ cần một giọt nước ở trên môi mình thôi để duy trì sự sống và sự khô khan của mình. Cho nên đừng có hiểu lầm Phật không cho mình kinh doanh làm ăn nha. Mình phải có đạo. Nếu không có làm ăn, không có tiền, không có tiền, không có cúng. Biết ơn thầy, các anh chị đã dành thời gian quý báu thuyết pháp. Mỗi ngày con thường trì tụng kinh Địa Tạng, nhưng cũng vài hôm con bận và 2-3 ngày không trì tụng. Những buổi tối ấy con sẽ thấy những hương linh, dạ thầy giúp con nên tiếp tục trì kinh không ạ? Cứ tiếp tục chứ có sao. Người ta đến để người ta nhắc nhở mình, nếu có không? Thật ra mình tụng kinh đều có các vị hộ pháp thiện thần, hay là tất cả những các vị người ta đến người ta nghe. Ở đây có ai từng cho chim bồ câu ăn không? Nếu bữa nào mình không cho ăn, nó có tới nó tìm không? Chưa phải không? Pháp Hòa thấy có nhiều chỗ Pháp Hòa tới, bữa nào mà quên á, bồ câu nó bay tới nó đậu trên cửa, nó gõ cái mỏ nó vô trong cái kiến nó nhắc. Thật ra bồ câu mà nó còn biết tới giờ mình cho nó ăn, không có sao hết, mình cứ trì. Còn thí dụ sợ đó, thí dụ mà mình sợ đó, thì có thể bữa nào mình nóng tụng thì mình thưa, hôm nay con bận, con không có trì kinh được, các vị hoan hỷ cho. Cái gì cũng tất cả đều do tâm thức của mình hết. Mình nhận thức nó không được ổn thì mình lại có lời thưa để nó ổn. Quý vị đi khách sạn, đi đâu ngủ, mình ngủ mình thấy giấc ngủ mình nó không có bình yên, giật mình dậy quý vị xin thưa liền, hôm nay con đến đây đi du lịch 3 ngày, con sợ ở đây, thôi con xin phép quý vị cho con được ngủ ở đây 2 đêm 3 đêm rồi ngủ ngon. Cái gì cũng do tâm hết, phải không? Và trong cái cõi tâm linh đó, mình không thấy mà mình cảm nhận thì cứ đáp ứng lại bằng cái tâm linh của mình. Trước hết con cảm ơn thầy đã dành thời gian xuống Halifax xa xôi để chúng con có bữa ăn tinh thần này. Thật ra lòng con hiện tại đang rối bời vì những công việc hiện tại. Thầy đã đến đúng lúc, những gì có thể giúp con hiện tại là những lời nói động viên của thầy. Mong thầy cho một con một vài lời để lòng con an yên vượt qua lúc này. Nãy giờ nói hơn tiếng rưỡi rồi, nói còn nói vài lời gì nữa. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng rồi, khi mà mình nhớ rằng trong cuộc sống này chúng ta đều có những cái cuộc thử thách, và người xưa thường dạy chúng ta rằng vạn sự khởi đầu nan, cả hàng ngàn việc chúng ta bắt đầu đều từ sự gian nan hết. Nếu quý vị nào có mặt ở đây của 40 năm trước, quý vị hỏi quý vị đó, khi vừa đặt chân đến Halifax này đã sống những ngày đó như thế nào? Pháp Hòa ở đây là 36 năm. Ngày nay quý vị thấy có chùa chiền như vậy, nhưng mà Pháp Hòa cũng phải đi qua 36 năm trường khó nhọc, cho đến bây giờ vẫn chưa dứt. Vì bất cứ thời đại nào nó đều đi theo những cái khó nhọc của cái thời đại đó. Quý vị lo một cái mortgage, Pháp Hòa 3 cái mortgage.
Tại vì ở đây mình muốn xây dựng là phải mượn tiền, mượn nợ ngân hàng. Và chính phủ đâu có cho mình free điện, free nước gì đâu. Mình đều phải trả tất cả mọi cái chi phí như tất cả quý vị ở ngoài. Mà quý vị cứ tưởng một cái nhà của mình bao lớn và hàng tháng mình trả tiền điện, tiền nước nhiêu. Chùa nó gấp 10 lần cái nhà của mình. Thì tiền điện, tiền nước mỗi tháng phải bao nhiêu? Tiền gas, tiền bảo hiểm. Bảo hiểm ở đây, đây cũng là hai loại bảo hiểm phải không? Bảo hiểm building, tức là cái nhà, và bảo hiểm những dụng ở, những vật ở trong cái chùa đó. Cái chuông, cái mỏ, tượng Phật, kinh sách đều phải có bảo hiểm hết. Thà mình mua bảo hiểm cái tòa nhà mấy ngàn square feet đó, rồi phải mua luôn cái tất cả những gì có trong cái chùa đó. Nếu mà quý vị chịu ngồi nghe than, em là cả một núi, một hầm, một lò luôn. Nhưng mà nhớ là cuộc sống nào cũng phải có những khó khăn và thử thách. Nhưng mà tất cả những sự khó khăn và thử thách đều sẽ được qua hết. Nhớ trong lòng một câu: không có cơn sóng nào mà trồi hoài không lặng. Sóng nhồi nào cũng phải có lúc nó lắng xuống. Nếu như á, Đức Phật dạy trong kinh á, nếu mình có một nắm muối, nếu nắm muối đó bỏ vô ly này thì nó mặn, nhưng nếu nắm muối đó bỏ ngoài sông, nắm muối đó không là gì hết. Nắm muối này là gì? Là nghiệp của mình. Nhưng nếu phước mình như cái ly này thì nó mặn lắm. Còn phước mình như sông thì nắm muối đó không ăn thua. Tất cả những nghiệp lực của chúng ta như một nắm muối trong tay. Nhưng sự tu tập của tâm mình, sự định tĩnh của cõi lòng mình mênh mông như đại dương, như biển, như sông. Nắm muối đó, nghiệp lực đó không đủ để làm cho mình chùng bước, thối lui. Cuộc đời Pháp Hòa không có gì giỏi hết, không có gì hay ho hết. Pháp Hòa chỉ có một chữ thôi: ráng. Chữ ráng khổng lồ vậy đó, lúc nào cũng ráng hết đó. Tại vì Pháp Hòa không có đi học, Pháp Hòa không có một khả năng gì hết. Mà ngày nay Pháp Hòa muốn làm được việc gì là cả một sự ráng. Và cuộc đời Pháp Hòa là luôn luôn có một chữ ráng rất là to. Mà nếu không ráng thì không có lết la tới bây giờ đâu. Thành thử thôi, quý vị thấy em ráng được 36 năm rồi. Mà còn ráng dài dài. Ngày nào còn sống thì ngày đó phải ráng. Ráng tu, ráng làm, ráng học, ráng vượt qua. Rất nhiều cái ráng, phải không? Thành thử ra, nếu mà cái thất bại chúng ta dừng lại, cái thất bại đó mãi mãi sẽ là thất bại. Nhưng nếu thất bại đó chúng ta đi tới, thất bại này sẽ được chuyển hóa. Và Pháp Hòa đã tự làm một bài kệ cho mình: thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Thất bại mà đi tới, thành tựu mới ngàn vuông.